Rồi em chào mấy cục chàng yêu của em nhé. Đến hẹn lại lên đi mấy chị ơi. Rồi sáng hôm nay em lên chiếc cho mấy chị là cái mẫu đồ bộ bà ba giùm em luôn ha. Mẫu em đang lên cho mấy chị là con mẫu bộ thêu giùm em, tay là tay dài ha, chạy đường viền cu đê cho mấy chị luôn. Rồi hiện tại hàng em đang lên cho mấy chị là hàng thêu trực tiếp lên áo giùm em luôn ha. Hiện tại một bộ là em đang bán đồng giá cho mình là 130 một bộ giùm em. Hôm nay chị nào mua combo 2 bộ là 250 cành, bên em sẽ hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mình luôn ha mấy cục vàng ơi. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Em lên bảng màu cho mình ha, ưng được màu nào mình bình luận màu đó giùm em cái nha mấy chị. Rồi màu em đang lên cho mấy chị là con tím cà giùm em ha. Nó em đang lên cho mình là con tím cà nè. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em ha. Ưng tím cà bình luận tím cà giùm em, nhận size cho mình từ 50kg đến size 72kg giùm em luôn. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em nè mấy chị yêu ơi. Tai lẹm chạy đường viền tai cho mấy chị luôn ha. Chạy đường viền tai, like em cũng chạy đường viền cho mình luôn, hàng theo trực tiếp lên áo giùm cho em luôn. Một bộ là 130 giùm em, còn hai bộ là 250 cành. Bên em sẽ hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mấy chị ha. Ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em, cộng kèm giùm cho em cái size đang mặc của mấy chị nha. Rồi em lên cho mấy chị cái bảng màu ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em nha mấy cục vàng ơi. Rồi con này em có cho mấy chị là con hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận giùm em con hồng sen ha. Hồng sen giùm em một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mình luôn ha. Đó chị nào ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em mấy chị yêu ơi. Màu rất là xinh giùm em luôn. Hàng theo trực tiếp lên áo giùm cho em luôn ha. Chất liệu phải là thun la dông Hàn Quốc, co dạng 4 chiều giùm em luôn. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu tím quế giùm em. Chị nào ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế mấy chị yêu ơi ha. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em, đồng giá là 130 một bộ giùm em. Mẫu này lúc trước là em bán cho mình là 140 đó mấy cục vàng. Em bán cho mình là 140 nhưng hôm nay em bán đồng giá cho mình là 130 giùm em ha. Hai bộ bên em hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mấy chị nha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Cái mẫu này em về cho mình được có 1 2 3 4 5 6 tông màu thôi. 6 màu mình ưng được màu nào bình luận màu đó giùm em nha mấy cục vàng. Rồi màu này em có cho mấy chị là con đỏ ớt giùm em. Chị nào đang ưng đỏ ớt bình luận giùm em là con đỏ ớt. Dạ 60kg mặc giùm em size 3 đi cục vàng ơi. 60kg cục vàng mặc cho em size 3 nha chị. Dạ chị ưng được màu nào chị bình luận màu đó giùm em nha. Em có tổng cộng cho mình là được 6 màu hả cục vàng ơi. Đó rồi con này em có cho mấy chị là con đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em, hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn mấy chị yêu ơi ha. Đó mẫu y chang như em đang lên cho mình luôn. Chạy đường viền lai, chạy đường viền tai cho mấy chị luôn, rất là sang giùm em luôn. Mẫu này mình đi đám này tiệc gần gần là ok la giùm em luôn ha. Đó rồi chị nào ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt giùm em. Chất liệu vải là thun la dông Hàn Quốc giùm em nha. Ống quần là em mai cho mình con ống 25, ống vừa mặc giùm em. Chị nào mà mình cao 1m6 trở lên mà sợ quần ngắn là bên em không ngắn cho mấy chị nha. Bên em không ngắn cho mình, để em mang ra dép cho mấy chị nha. Đây dép em mang là mang ra dép một tấc luôn á, dép cao luôn nha mấy chị. Nó lên form cho mấy chị là không có bị ngắn cái quần nha, đi rất là duyên dáng giùm em luôn. Đó một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành, bên em sẽ hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mình luôn ha. Dạ ứng được màu nào bình luận màu đó giùm em cái cho mấy cục vàng ơi. Rồi em lên tiếp cho mình cái bảng màu nha. Con này em có cho mấy chị là con xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em, nhận size từ 50kg đến size 72-73kg giùm em luôn. Chị nào 74-75kg bon chen mặt đẹp giùm em luôn ha. Nó xanh coban giùm em. Ưng xanh coban chốt giùm em con xanh coban. Mẫu này em về cho mấy chị có 5-7-6 tông màu thôi mấy chị ơi. 6 tông màu giùm em ha. Rồi màu này em có cho mình là con đỏ đô giùm em luôn. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô ha. Em cho chị xem cái màu tối vì mua giùm bà chị 60 tuổi màu tối ha chị. Màu tối hay là mình lấy mình chốt giùm cho em là con đỏ đô này chị. Đỏ đô giùm em, đỏ đô. Hoặc là con này là con tím ha. Con tím quế này chị, em có tím quế nữa cục vàng. Tím quế. Tím quế màu cũng tối giùm em. Tím quế ha chị ơi, em có tím quế cho mình luôn. Tím quế. Tím quế giùm em được không chị? Tím quế.
Còn không thì mình lấy giùm cho em là con xanh coban ha. Xanh coban giùm em, mẫu là lớn tuổi mà cũng ok giùm em luôn. Đây, xanh coban giùm em. Xanh coban ha mấy chị yêu ơi. Mấy chị ơi, em nói mấy chị nghe, ví dụ như mà chị nào không thích cái quần này, chị nào không thích cái quần cùng màu, mấy chị nói em đi, em đổi quần cho mấy chị nha. Em đổi quần được cho mình ha, đổi được quần cho mình luôn. Đây, xanh coban giùm em. Xanh coban ha. Xanh coban, tím quế và màu đen. Màu đen nó không có, cục vàng thôi. Đợt này em không có về màu đen. Em không có về màu đen, thế được giùm em được không? Chị 4908 ơi, thế được giùm em được không? Không có màu đen chị. Nếu như mà chị ưng thì em có màu tím nho là được không? Màu tím nho được không chị ơi? Tím nho mặc với quần trắng, quần đen giùm em được không? Màu này quần tím nho nó không có quần. Nó, em có màu tím nho được không chị? Chị Phan Trang nè, được không chị ơi? Thế con tím nho lấy con màu đen được không? Hả? Rồi mình lấy size bao nhiêu và cục vàng? Cục vàng đang lấy size bao nhiêu vậy? Dạ. Mấy chị ơi, chị nào mà lấy áo là 80 giùm em, còn chị nào lấy một bộ là 130 giùm em nha. Chị ơi, chị Phan Trang ơi, màu đen em không có, màu xanh coban em có, màu tím quế em có. Nhưng mà màu đen em không có, thế cho chị con màu tím nho được không? Tím nho cũng màu tối tối được không chị? Được không cục vàng? Được thì ok giùm em cái hả cục vàng ơi. Đó, chị nào mà ưng một bộ là 130 giùm em, chị nào muốn mua áo là 80 áo giùm em, hai áo là 160, bên em hỗ trợ miễn vận chuyển luôn nha. Dạ, chị Phan Trang ơi, được không? Hai bộ cũng được rồi, hai bộ cũng được ha. Ok chị nha. Không biết cái gì ạ? Cho chị thì có quần không? Ừ. Rồi vậy là em chốt cho mình là một bộ tím, một bộ xanh coban và một bộ tím quế xe ba. Trời ơi chưa mở máy lên luôn rồi ơi, hay chi. Ủa sao bấm mà nó không kìa. Sáng vừa chưa mở máy mấy chị chưa. Nó ủa sao em bấm rồi nó không ra. Rồi ok chị nè. À em chốt mình là rồi ok chị Phan Trang, em chốt mình xe ba nha cục vàng ơi. Mấy màu này đẹp lắm mấy chị. Rất là đẹp giùm em luôn. Em lên form đẹp là mấy chị về mấy chị mặc đẹp hà mấy chị yêu ơi. Rồi. Ủa bé Tho ơi, cái cây của chị đâu rồi bé Tho? Cái cây của chị á. Ừ cho chị mượn cây của chị lại đi. Chị không vô hoài. Rồi em lên lại tông màu cho mấy cục vàng nha. Em lên lại tông màu cho mình. Tím cà này cũng đẹp lắm mấy cục vàng. Tím cà cũng đẹp giùm em lắm luôn á. Quên giới thiệu cho mấy chị nữa. Con quần của em là có con túi đứng mấy chị ơi. Túi bên đâu rồi? Đây, quần có con túi đứng cho mình trước nha mấy chị yêu ơi, chị có một con túi đứng thôi, lưng bảng 3 phân giùm em nha, mặc lên là bao xinh, bao xịn, bao đẹp luôn. Cái mẫu này mình mặc đi đám đi tiệc gần gần cũng được giùm em. Chị nào chạng chạng cỡ tuổi em khoảng là 30 mấy hoặc là 30 mấy đổ lên là mình mặc ok la giùm em ha. Bao sang, bao xịn, bao đẹp luôn. Khỏi mai, khỏi cát, khỏi mắt tiền công luôn mấy chị yêu ơi. Rồi con này em có cho mấy chị là con xanh coban nè, xanh coban giùm em nha. Chị nào ưng áo thì bình luận áo, còn chị nào muốn mua bộ thì bình luận bộ. Mẫu này thì em đăng lên đồ bộ cho mình ha. Chị nào muốn ưng áo thì em xé lẻ áo ra, em bán cho mình luôn nha. Xanh coban giùm em. Ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Xách lại sao đang quay nấu cơm hay gì? Chỉnh được bự rồi đó hả? Rồi em lên cho mấy chị màu này bình luận giùm em nào. Phun màn hình nó có bự chà bá. Rồi màu đỏ ớt giùm em luôn mấy chị đó. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nha. Dạ cục vàng ơi, một bộ là 130 giùm em cục vàng ơi. Hai bộ là chị nào mua hai bộ là em bán giá tri ân cho mấy chị là 250 cành, bên em hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mấy chị luôn nha. Cho chị xem con tím quế hả? Rồi ok, để em qua em lấy con tím quế số 3 cho cục vàng nè. Để em qua em lấy con tím quế này nè, đẹp nè mấy chị. Đây cục vàng, tím quế nè chị. Tím quế giùm em ha. Cái này em chốt theo màu, theo size cho mấy chị nha. Đây tím quế giùm em cục vàng ơi. Dạ tím quế ha. Tím quế giùm em luôn. Con tím quế có quần tím quế cho mình luôn nha cục vàng. Tím quế là phải có quần tím quế luôn ha. Em có quần tím quế cho chị luôn. Cái quần này mấy chị. Tại vì nó mới về em chưa có máng vô móc chung. Nè chị, quần tím quế đẹp lắm. Bộ này cũng đẹp lắm nha. Hồi nãy có chốt chưa? Xanh cô ba đầu tím quế của chị nãy chốt rồi nè. Ok chị nè. Em bỏ màu đen.
Rồi ứng dụng màu nào bình luận giùm em cái. Cục vàng ơi, ứng dụng màu nào bình luận giùm em cái nha mấy chị ơi. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ những vận chuyển cho mấy chị nha cục vàng. Các em xem lại tiếng Huế, mua áo không có bán không? Có, mua áo bán luôn, mua em cũng bán em luôn. Có ai mua em bán luôn mấy chị. Dạ, mua áo không là 80 giùm em cục vàng ơi. Mua áo không là 80 giùm em nha. Chị nào mua hai áo là bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha cục vàng. Hai áo là bên em hỗ trợ miễn vận chuyển. Cái áo lúc trước là em bán đồng giá là 90 cho mấy cục vàng luôn, nhưng hôm nay chị ăn cho mấy chị nhan giá, chị ăn hàng thêu trực tiếp lên áo giùm em. Hàng thêu nó sẽ cao cấp hơn con hàng ép diệt nha mấy chị ơi. Hàng thêu sẽ cao cấp hơn con hàng ép diệt giùm em luôn nha. Đó, chị nào ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Chị nào mua áo thì em bán áo luôn mấy chị yêu. Cho chị nào muốn mua áo thì em bình luận áo giùm em. Màu đỏ ớt giùm em nè, ưng đỏ ớt chốt giùm em con đỏ ớt nha mấy chị ơi. Đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt. Rồi màu này em có là hồng sen đẹp lắm mấy chị, con hồng sen bao đẹp cho mình luôn. Đó, ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em nha. Hồng sen giùm em, hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn mấy chị yêu ơi, mặc rất là bền giùm em luôn nha. Rồi màu xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận giùm em con xanh coban mấy cục vàng. Xanh coban giùm em, ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em ha. Xanh coban giùm em luôn. Rồi bây giờ nè, chị nào mà mua hai áo ha là bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mấy chị luôn ha. Mấy chị cứ chốt ủng hộ giùm em nha, ưng được màu nào bình luận màu đó giùm em mấy chị. Hàng thêu cao cấp lắm mấy chị ơi, hàng này rất là sang giùm em luôn. Hàng rất là sang, màu tím đẹp, màu tím đẹp. Chị mặc size nhiêu vậy cục vàng? Cục vàng ơi, chị mặc size bao nhiêu vậy cục vàng ơi? Màu tím chị mặc size bao nhiêu vậy chị? Cho em xin cái size chị đang mặc nha. Mấy chị ơi mặc size nào bình luận giùm em, cho em gái xin cái size của mấy chị đang mặc đi mấy chị. Màu tím đẹp lắm cục vàng. Mặc tím thôi em, mặc tím cho. Để mặc vô cho mấy chị con tím nha cục vàng ơi. Đổi màu cho mấy chị nha, lên con tím cho mấy chị ha. Ưng được màu nào mấy chị thấy ưng cái bụng thì chốt ủng hộ giùm em nha. Bộ là 130 giùm em. Hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển luôn. Mua hai bộ bên em hỗ trợ. Mà bên em vừa chi ân cho bên đó là em bán chi ân trên like cho mấy chị luôn nha. Bình thường á là em bán cho mấy chị là 140 một bộ, nhưng mà hôm nay em bán chi ân cho mình. Cho xem màu, màu nõn là màu gì? Màu nõn là màu gì bà? Màu nõn màu gì vậy? Bình luận cái màu gì vậy chị? Hờ hờ. Chị hờ hờ bình luận cái màu gì vậy bà? Hờ hờ. Nè chị. Rồi em cảm ơn chị gì nè, chị đi chị Di gì nè. Đó. Rồi chị nương tím quế, chốt tím quế giùm em nha mấy chị yêu ơi, số lượng có hạn nha mấy cục vàng. Số lượng có hạn giùm em nha mấy cục vàng ơi. Đó, chị nụ ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Xanh nõn chuối hả? Xanh nõn chuối. Em không có xanh nõn chuối, em có xanh này được không? Xanh này được không chị? Xanh này là con xanh lá non giùm em là được không cục vàng ơi? Xanh lá non được không tình yêu? Xanh lá non hoặc là con xanh lá giùm em. Hoặc là con xanh lá giùm em cục vàng ơi. Em quên đem con xanh lá vô rồi, để em qua mấy con xanh lá nha bà. Có xanh lá nữa. Có xanh lá nữa mấy chị, xanh lá nè. Không có xanh nõn chuối cục vàng ơi, không có xanh nõn chuối chị. Đây, xanh lá giùm em, được không? Có con xanh lá mấy chị. Có xanh lá thôi, không có xanh nõn chuối. Không có xanh nõn chuối nha. Không có nha cục vàng. Rồi màu đỏ nô giùm em. Mình mua hồng và hồng vàng và hồng vàng và tím. À, cả mình à, cả nguyên mình là 60kg phải không? Rồi hiểu rồi. Rồi chị mặc size bao nhiêu vậy chị User? Chị User mặc size nhiêu vậy? Chị User, chị đang mặc size bao nhiêu vậy User ơi? Em có con xanh này nè. Em có con xanh lá non này mà mẫu đá được không? Mẫu đá, có con này mà mẫu đá thôi, em bán nguyên bộ chứ không bán áo. Em bán nguyên một bộ chứ em không có bán áo cho mình. Nó User ơi, User chị đang mua size bao nhiêu vậy User ơi? Chị màu, chị à, màu hồng và màu vàng thấy User là size 3. Rồi ok User, em biết rồi chị User, lên số alo giùm em cái đi. Màu hồng nè chị, hồng nè User. Hồng nè User ơi. User mua màu vàng hả? Màu vàng em không có quần nha. Màu vàng em có quần đen, quần trắng cho User được không? Chị User nè.
Màu vàng em có màu đen màu trắng được không chị? Màu vàng không có quần đen quần trắng được không? Không có quần vàng. Nó có con quần vàng nghệ và nó có con quần vàng tươi. Nó, em có con vàng này là được không? Được không du sơ ơi? Chị nào mua áo thì bình luận áo giùm em, chị nào mua bộ thì bình luận bộ giùm em nha mấy cục vàng. Chị du sơ này mua áo hay là mua bộ và cục vàng? Cục vàng mua áo hay là mua bộ chị ơi? Xanh treo đấy hả? À, chị đang nói em con này á hả cục vàng? À, con này phải không? Trời ơi, con này bình luận giùm em là con mã 10. Mã 10 giùm em 130 một bộ giùm em luôn. Chị nào mua hai bộ cũng 250 giùm em luôn, đồng giá luôn mấy chị. Trời ơi, em không hiểu. Tự nhiên bình luận em không hiểu vậy em hiểu ra rồi. Đây đây đây. Mà mã 10 giùm em nha. Thích cái này chất liệu vải là áo là thun lưới, quần là thun hàng giùm em nha chị. Áo là thun lưới, quần là thun hàng giùm em nha mấy cục vàng. Nó user gì mà 8124 nè. Màu hồng và màu vàng và màu tím nè. Mình 60kg. Chị lên số alo giùm em đi chị. Chị lên số alo giùm em cái cục vàng ơi. Đó, chốt lên số alo em mới chốt nha mấy chị ơi. Chốt không lên số em không chốt nha. Cục vàng ơi, coi chị ngoài còn màu tím không cục vàng. Đó, chị nào ưng tím chốt tím giùm em hay mấy tình yêu ơi. Ưng tím chốt tím giùm em nhăn lên đẳng màu cho mấy chị nha. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em nè. Đỏ đô, đỏ đô giùm em ha. Ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Mẫu nó nhận size 50kg đổ lên nha mấy chị ơi. Em nhận size 50kg đổ lên nha. Đó, ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Rồi hồng giùm em. Chị nào ưng tím nữa bình luận tím giùm em đi mấy chị. Chị nào ưng tím chốt tím giùm em. Rồi hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen, hồng ơi bé cục vàng nhìn nó ngoài chị ơi, còn tím không cục vàng. Hồng sen giùm em, hồng sen ha. Hồng sen giùm em nha. Xanh lá đậm giùm em ha, một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Rồi xanh lá đậm giùm em, chị nào ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm mấy chị. Chất liệu vải thun la dông Hàn Quốc co giãn 4 chiều giùm em. Chị nào ưng áo bình luận áo giùm em. Chị nào ưng bộ bình luận bộ giùm em nha. Nhìn nó ngoài em chị còn cái này không? Còn màu tím nữa. Rồi 64kg mặc size 4 giùm em chị Cute ơi. Chị Cute ơi, cực Cute mặc giùm em size 4 nha chị. Dạ mặc size 4 giùm em cục vàng ơi. Mấy chị ơi, mấy chị ưng cái màu nào mấy chị bình luận màu cộng kèm size của mấy chị đang mặc giùm em. Rồi xong cái mấy chị lên số alo giùm em cái á. Em thấy em đọc tên là có đơn nghe. Có alo là em đọc tên là có đơn đó. Rồi màu tím cà giùm em. Chị nào ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà nha mấy chị ơi. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mình luôn ha. Lấy màu tím thôi, trong đây có nhiều màu rồi. Tím giùm em nè. Đó, con em có con tím này size số 2. Nó chị nào ưng con tím này size 2 thì bình luận giùm em nha. Tím giùm em. Tím, tím em đang mặc là con tím thiêu, còn con hồi nãy là con tím có ép đá cho mấy chị. Dạ, ưng màu nào bình luận màu đó giùm em mấy cục vàng ơi. Đang trong phiên live rảnh tay thả tim giùm em ha. Nhấp nhấp tay vào màn hình thả tim giùm em để bình luận nó không có bị ẩn đó chị. Ha, mình nhấp nhấp tay vào màn hình giùm em cái nha để bình luận mình nó không có bị ẩn nha mấy chị yêu ơi. Rồi con này bình luận là con xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em á. Ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Xanh coban mấy chị yêu ơi, xanh coban giùm em. Màu đỏ đô, cao 1m67 rồi, màu đỏ đô đúng không? Để em chốt cho mấy chị là size 4. Dạ rồi, bây giờ chị lên số alo giùm em cái á, cục vàng ơi. Cục vàng ở dưới có. Cục vàng lên số alo giùm em, cổ dung hay gì? Hai bộ hả? Là hai bộ đỏ đô hết hả chị, hay là một bộ màu này một bộ màu kia? Chị Cute nè, một bộ màu này một bộ màu kia hay sao chị? Dạ đỏ đô em có nha chị Cute. Chốt thì mình lên số alo giùm em cái nha chị ơi. Dạ đỏ đô của chị nè, đỏ đô đẹp lắm cục vàng. Đỏ đô giùm em cho coi màu tím. Màu tím nào? Màu tím em đang mặc nè. Hay là màu tím cà? Hay là tím cà chị?
tím cà nè, cục vàng. Màu này là màu tím cà giùm em ha, tím cà có quần tím cà luôn. Đó. Tím cà có quần tím cà luôn chị. Màu này là màu tím cà giùm em, còn màu em đang mặc là màu tím quế nó. Chị nào thích đậm đà mặn mà chốt giùm em màu tím quế nha. Chị nào thích mà màu hơi sáng sáng lật lật chút thì bình luận giùm em là con tím cà nha. Rồi. Ok, bây giờ chị Cute lên số alo giùm em cái ha chị Cute ơi. Dạ, bây giờ chị Cute lên số alo giùm em cái nha. Bỏ con không đầu lên chín con đằng sau giùm em nha cục vàng. Bỏ con không đầu lên chín con đằng sau giùm em, thấy số em đọc tên là có đơn nha. Rồi con này em có cho mình là con đỏ ớt. Đó, chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nha. Ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt giùm em ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em nha. Đỏ ớt giùm em. Em có cái mẫu màu vàng này nhưng mà em không có quần mấy chị ơi. Cái mẫu này em không có quần. Chị nào có ưng thì chốt được con quần trắng, quần đen giùm em được không? Màu vàng nè. Nó em có con vàng này không có quần nha. Con vàng này không có quần, quần mai về không có kịp nên không có cái quần. Chị nào muốn mặc cái quần cùng màu thì là em không có, còn muốn mặc quần trắng, quần đen là em có nha. Rồi con xanh lá non luôn. Xanh lá non giùm em luôn, xanh lá non là cũng không có quần, mặc quần trắng, quần đen giùm em. Xanh lá non giùm em. Ok chị Cute nè. Chị Cute có hai bộ, một bộ đỏ đô và một bộ tím quế em đang mặc nè. Rồi ok chị Cute nha. Size 4 cho chị. Đỏ đô và tím quế. Chị Cute. Số 4. Có không? Có lấy em chị không? Rồi ok nè. Chị Cute ơi. Chị Cute ơi, em còn con tím quế này ép đá này được không? Cục vàng giống như vậy mà nó có ép đá được không Cute? Được không chị ơi? Ha? Được không cục vàng ơi? Còn cái mẫu em nó còn size nhỏ rồi. Được không chị ơi? Em chốt với chị con này được không cục vàng ơi? Được thì ok giùm em cái nha cục vàng. Màu y chang của em luôn nha. Màu y chang của em luôn nhưng mà nó là con vừa thiêu vừa ép đá, con là đẹp hơn. Con này sắc sảo hơn nha chị. Dạ. Đâu rồi chị, đâu rồi? Có màu hồng xe không em? 77kg không có sai cục vàng ơi. 77kg không nhận sai rồi tình yêu ơi. 77kg không nhận sai. 77kg không nhận sai. Em chỉ nhận sai cho mình từ 50kg đến sai 72, 73kg giùm em thôi cục vàng ơi. Chị Lê Hồ ơi, chị bình luận em gì vậy chị ơi? Có không thiêu không em vậy? Chất liệu gì? Chị ơi không thiêu chị chốt giùm em con trơn được không chị? 65 một áo giùm em, hỏng thiêu, hỏng hoa văn gì hết trơn, chốt giùm em con trơn. Vô lại được không? Dạ được chị. Đây, trơn giùm em. Trơn giùm em nha, em có con trơn cho mình để mặc vô chị coi luôn cục vàng. Để mặc vô chị coi nha cục vàng ơi. Đẹp lắm chị. Con này nó làm kỳ công, nó sắc sảo hơn là cái con em đang mặc. Tại vì con này nó thiêu xong rồi nó ép đá luôn. Nó kỳ công hơn cục vàng. Bộ đó chăm luôn, chăm hết luôn. Chăm hết luôn, chị qua chị lên chăm hết luôn. Được chị để mặc vô cho. Giờ không dơ mà mặc được không? Em không dơ mà em mặc được không? Đẹp lắm mấy chị. Đây. Nè, lên nó sẽ nổi hơn cái màu hồi nãy luôn ha. Đó chị. Hàng ép đá trực tiếp lên áo giùm em, đá bên em để em bao bền đá sáng đá cho mấy chị luôn. Nói mấy chị ha. Dạ được không chị ơi, được thì mình chốt, còn không thì mình chốt màu khác giùm em. Nè tay cũng vẫn chạy đường viền y chang luôn nha, chỉ khác nhau là có ép đá cho mình thôi. Đó, hàng đóng nút ngọc trực tiếp lên áo giùm em luôn nha. Được nha chị nha. Đẹp không, con này kỳ công hơn, con này làm kỳ công hơn chị. Con này mình làm nó mắc cái tiền cái đá chị. Cái đá của em nó sẽ cao giá hơn cái hàng thêu không. Vừa thêu mà vừa ép đá, nó đẹp lắm. Con nào em thấy ok là em chốt cho mấy chị ha. Rồi ok chị ha. Rồi em qua màu cho mình nha. Qua màu cho mình lên cho mấy chị con hồng sen nè. Nó chị nụ ưng hồng sen, chốt hồng sen giùm em nha.
một bộ là 130 dùm em, hai bộ 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển mấy chị ơi. Mấy chị ơi đi ngang chấm chấm thả tim thả like dùm em để bình luận mình không có bị ẩn mấy chị. Cho em xin một nút follow và một nút chia sẻ với bạn bè hội nhóm mấy cục vàng ơi. Trời ơi mặt màu hồng sen lên đấy bà ơi. Mặt lên nhìn màu hồng sen nó ngọt đi đâu mấy chị ha. Hồng sen đẹp lắm. Nói chị nữa, hồng sen chốt hồng sen giùm em nha mấy chị ơi, hồng sen giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha. Nói chị nữa, hồng sen chốt hồng sen giùm em mấy chị yêu ơi, mặt bà ba dáng thước tha giùm em luôn. Khỏi mai, khỏi cắt, khỏi mắc tiền công luôn mấy cục vàng ơi, đẹp xinh lung linh giùm em ha mấy chị. Nó xinh lung linh giùm em luôn nha chị nữa, hồng sen chốt hồng sen giùm em. Hàng theo trực tiếp lên áo giùm em nè mấy chị ơi, hàng theo giùm em nha. Nó hàng theo chứ không phải là hàng dán nha mấy chị ơi, hàng theo giùm em ha. Rất là xinh giùm em luôn đó. Chị nữ ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em mấy chị ơi. Hồng sen giùm em nha. Rồi em lên lại cái bảng màu cho mình ha. Ưng được màu nào bình luận màu đó giùm em nha mấy cục vàng. Rồi màu này em có cho mấy chị là con tím quế. Chị nữ ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế màu cộng kèm size giùm em nha. Tím quế giùm em. Tím quế màu cộng kèm size giùm em mấy chị. Rồi màu này em có cho mình là màu đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô, đỏ ớt xin lỗi, đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Chất liệu vải là thun la dông Hàn Quốc co giãn giùm em. Tăng ký giảm ký mấy chị đều mặc được hết giùm em luôn nha. Rồi màu này em có cho mấy chị là con tím cà. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em ha. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Tím cà giùm em nha mấy chị ơi. Tím cà giùm em ưng màu nào bình luận màu đó giùm em ha. Rồi màu xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em ha. Ưng xanh lá đậm chốt xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Một bộ là 130 giùm em ha. Hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha mấy chị ơi. Rồi đỏ đô giùm em luôn. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em nè. Ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Đỏ đô ha. Đỏ đô giùm em. Cái like là em chạy đường viền like cho mấy chị luôn ha. Chạy đường viền tay cho mình luôn. Mặc lên bao xinh bao sang cho mấy chị luôn nha. Nó ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Chị nào ưng áo thì mình chốt áo là em bán đồng giá là 80 giùm em. Chị nào ưng cả bộ chốt cả bộ giùm em là 130 giùm em nha. Mua hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển có chị ơi. Có xanh coban nè chị. Có xanh coban cục vàng. Xanh coban giùm em có chị ơi. Có xanh coban nha. Xanh coban giùm em ha. Ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Con xanh coban này mặc đẹp rất gọn. Rất là gọn người giùm em luôn. Đó. Hàng là hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn mấy chị ơi. Tay là đều chạy đường viền cho mấy chị hết. Chị nào nhận hàng về mà em nói trên live có chạy viền mà về không có chạy viền lên đây la em nha. Khỏi nhận hàng. Khỏi nhận hàng nha. Ví dụ như trên đây em nói có chạy đường viền mà nhận hàng không có chạy đường viền khỏi nhận hàng giùm em ha. Nếu như là khi mình nhận hàng là mình kiểm hàng đúng như cái lời nói trên like của em thì mình nhận hàng giùm em. Còn ví dụ như không đúng mình không nhận giùm em cũng ok luôn nha đó. Tại vì em tư vấn rất là kỹ cho mình ha. Mẫu em đưa lên cho mấy chị sao là em chốt hàng giao hàng cho mấy chị giống vậy nha mấy chị yêu ơi ha. Nhận hàng được kiểm hàng trước có thanh toán giùm em đó chị cứ yên tâm giùm em nha. Đừng sợ gì trơn mấy chị. Đừng sợ gì trơn nha. Em bán ở đây lâu lắm luôn rồi mấy cục vàng ơi, mấy năm trời rồi ha. Cho nên là bán uy tín là đứng hàng đầu giùm em luôn nha. Nó chị Thị Liên Nguyễn ơi, ưng được con nào bình luận màu nào bình luận giùm em. Có xanh coban đó chị. Xanh coban có con quần xanh coban luôn nha. Nó chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em ha. Chị thấy em không? Dạ không, bà không thấy luôn á. Bây giờ mới thấy nè cục vàng. Mấy chị ơi chấm chấm thả tim giùm em cho lên 1k tim giùm em nha mấy chị. Thả chấm chấm thả tim giùm em cho lên 1k tim giùm em để bình luận mà nó không có bị ẩn. Còn ví dụ như mà mấy chị thả lượt tương tác của mấy chị quá ít á là cái bình luận của mình bình luận nó ẩn hết trơn, mấy chị gán thả giùm em được 1k tim nha. Tim không có quy đổi được cái gì hết trơn á chị yêu em, không có quy đổi được thành cái gì hết, nhưng mà mình thả tim cái lượt tim này đó, nó được cái lượt tim, nó được nhiều tim là bình luận của mấy chị nó không có bị ẩn ha, nó không có bị ẩn. Dạ không, mẫu này không có đen cục vàng ơi, không có đen chị. Em hết trơn đen rồi, bây giờ hình như là đen em còn cổ vuông cũng thiêu giống vậy, hình như còn số 5 á, còn cổ vuông cũng thiêu giống vậy, còn số 5 nè chị. Đúng rồi, còn số 5, nãy em nhớ.
Kim Hiếu số 3 màu đen không có nha, còn có số 5 mà. Màu đen số 3 không có. Màu đen nó hiếm lắm cục vàng. Màu đen hiếm lắm chị, màu đen rất là hiếm giùm em luôn. Chị ơi em có con đen này được không? Tay lỡ không, tay lỡ không có, giờ có tay dài. Con này ép nhiệt nè, con này ép nhiệt nè chị, con này chị chốt thì em để cho chị 70. Chốt em để cho mình 70 luôn ha. Hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm em luôn. Em để cho mình 70 chị ơi, size 3 của chị luôn. Hàng ép nhiệt giùm em ha, phơ mi trang giống như em đang mặc luôn nha. Nhưng con này nó không có chạy viền nha, con này không có chạy viền nha mấy chị ơi. Đó, có ưng được con này thì em chốt cho mình 70 một áo. Dạ, tay lỡ số 3 hả? Tay lỡ số 3, để em coi số 3 em còn tay còn cũ. Màu khác được không chị? Màu khác được không cục vàng ơi? Màu khác được không chị? Em có mẫu giống vậy nè. Em có màu hồng sen giống vậy tay lỡ được không? Nè. Được không chị? Giống như cái màu em đang mặc cho mình luôn nè. Nhưng mà nó là cũng tại đường viền cho mình luôn, cũng là hàng theo giùm em, nó là con cổ vuông. Nó là con cổ vuông, cũng đồng giá cho mình. Mình mua một bộ là 130 giùm em luôn. Còn chị nào mua áo là 80 giùm em được không mấy chị? Đẹp lắm mấy chị ơi, mẫu này rất là xinh giùm em luôn. Em mặc lên chị coi nè, tay lỡ nha. Thôi con này size 3 hơi rộng với em nha. Đó, nói chị. Lên phơ mi trang về giùm em nha chị. Đẹp lắm nha, 130 một bộ giùm em. Tay lỡ nè, cổ vuông là nó vậy nè cục vàng. Cổ vuông đính nút ngọc giùm em nó. Cổ vuông đính nút ngọc giùm em nha chị. Hàng theo trực tiếp lên áo giùm em nè, hàng theo là cục vàng. Hàng này là hàng theo giùm em, đều là hàng theo em lên cho mấy chị, đều là hàng theo hết. Hàng theo làm nó sẽ kỳ công hơn là con hàng ép nhiệt nha. Đó. Rồi đó, hồng sen là cục vàng ơi, có ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em bộ vậy là 130 mấy chị. Chị nào mua hai bộ là 250 cầm bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Đẹp lắm, con hồng sen nhận hàng về đẹp hơn trên like mấy chị. Ở ngoài nó còn đẹp hơn trên like, nhiều khi trên like nó có đèn á mấy chị. Ở trên live nó có đèn cho nên là nó bị, nhiều khi nó bị lò cái màu ánh sáng ra. Có mà cổ tim đỏ đô tím vàng không có hả chị? Là bây giờ chị Kim Hiếu chốt cái gì? Chị Kim Hiếu đang chốt cái gì? Chị Kim Hiếu đang chốt cổ vuông. Cổ vuông thì nó mới có tay lỡ, còn cổ tim là tay dài nha. Hồi nãy chị bình luận em tay lỡ số 3, chị còn gì nè là em lên cho mình là tay lỡ là cổ vuông nè. Bây giờ chị muốn mua cổ tim hay sao? Cổ tim là màu đỏ đô, màu tím và màu vàng em có hết cho chị luôn. Là bây giờ chị đang muốn mua cái gì vậy cục vàng ơi? Bạn hồi cổ tim, hồi cổ vuông, hồi một hồi tay lỡ, hồi tay già là em biết đừng xem lên cho bà đây hả. Nè, màu vàng có nè, màu vàng có nè chị. Không, cổ tim tay lỡ không có chị ơi, tim tay lỡ không có. Mẫu nào em lên là em có, mẫu nào không lên là không có đấy cục vàng ơi. Mẫu nào không lên là không có nha. Em chỉ có cổ vuông thôi, cổ vuông giùm em ha. Còn chị muốn mua cổ tim giống vậy như mọi lần em là đồ bộ hả bạn? Là chị đang hỏi đồ bộ này đúng không? Là chị đang hỏi mẫu này đúng không chị? Phải không? Mẫu này không có màu vàng nha. Mẫu này không có màu vàng. Bây giờ màu, bây giờ xây, đúng rồi hả? Bây giờ xây 3 nó còn cho chị là màu xanh cổ dịch nè, màu hồng dâu, màu đỏ đô, đỏ ớt. Để em lên màu chị coi ưng được cái nào chốt cái đó giùm em. Nè chị, nó còn đỏ đô nè chị. Đỏ đô giùm em nha. Nó còn hồng dâu giùm em. Hồng dâu. Còn đỏ ớt, đỏ ớt giùm em. Hồng sen giùm em, hồng sen. Và con này bình luận giùm em con xanh cổ dịch, là size số 3 của chị đó. Xanh cổ dịch giùm em. Em còn được 4-5 màu hả chị? Nó ưng được màu nào thì bình luận giùm em nha. Một bộ là 130, hai bộ 250 cho mấy chị luôn nha. Nhiều khi chị bình luận em không hiểu nên không đúng cho chị luôn á. Rồi em lên cho mấy chị là con, em lên cho mấy chị con này là con xanh, xanh coban.
Đỏ đô, dạ Hồng Dâu rồi. Chị Kim Hiếu lên số alo giùm em nha. Hồng Dâu còn có bộ chị chốt được hết luôn. Đó, chị Kim Hiếu bỏ không đầu lên 9 con giùm em nha chị Kim Hiếu. Đó, em lên cho mình xanh cô ban. Chị nào ưng xanh cô ban bình luận xanh cô ban giùm em nha. Một bộ là 130, hai bộ 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển mấy chị ơi. Rồi chị Kim Hiếu lên số alo giùm em ha. Nó chị nào ưng xanh cô ban chốt xanh cô ban giùm em mấy chị ơi. Ưng xanh cô ban bình luận giùm em con xanh cô ban nha. Đẹp phải mấy chị ơi. Đẹp xinh giùm em luôn. Ưng xanh cô ban chốt xanh cô ban giùm em. Chất liệu vải thun lai dông Hàn Quốc giùm em nha. Tay này mấy chị, tay chạy đường viền hết cho mấy chị luôn nha. Đó, chị nào ưng xanh cô ban chốt giùm em con xanh cô ban nha. Xanh cô ban giùm em rồi lên màu cho mấy chị nè. Con này em có cho mình là con tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế nha. Ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Tím quế, tím quế giùm em ha. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cạnh. Kim Hiếu ơi lên số được không chị? Kim Hiếu ơi chị lên số alo được không cục vàng ơi. Thôi Kim Hiếu ơi em có số alo bà luôn rồi Kim Hiếu ơi. Kim Hiếu ơi em có luôn rồi, khỏi lên chị, có luôn rồi. Rồi đỏ đô với hồng dâu nè. Chị Kim Hiếu khỏi lên nữa, có rồi chị. Có nhiều chị á mua hàng rồi bấm bill là nó ra số alo luôn à, có nhiều chị không có lên, không bấm nó mới ra. Có áo lẻ là không có. Có áo lẻ là không có là sao chị? Bảo là chị nào mua áo thì em chốt áo cho mình luôn. Rồi con này em có cho mình là con đỏ đô giùm em, chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em, áo này 80 ngáo giùm em. Thế áo này 80 ngáo giùm em hết chị ơi, 80 một áo. Chị nào mua hai áo bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình luôn ha. Đỏ đô giùm em, đỏ đô nha. Rồi màu này em có cho mấy chị là con xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm, mẫu này là em bán 90 một áo, mẫu này làm rất là kỳ công giùm em luôn mấy chị ơi. Thiêu lai ha, thiêu tay thiêu lai, chạy đường viền lai, chạy đường viền tay cho mấy chị luôn. Mấy chị nhìn giùm em nha, trời ơi kỳ công lắm mấy chị ơi. Mẫu này làm rất là kỳ công giùm em, nhưng mà mặc lên rất là sang giùm em luôn. Đó, chị nào ưng con xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm nhận hàng kiểm hàng giùm em, nếu như mà không giống như em nói trên like là chạy đường viền tay, chạy đường viền like, hàng theo giùm em mấy chị, khỏi nhận hàng giùm em. Đúng như trên like mình nhận giùm em nha mấy chị. Đúng giống như em giới thiệu trên like mình nhận giùm em ha. Còn ví dụ như nhận hàng ở sao nói trên like có chạy đường viền like, chạy đường viền tay mà nhận hàng không có, mình khỏi nhận giùm em ha. Nó khỏi nhận giùm em luôn ha. Rồi màu là màu tím cà giùm em. Chị nào ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà mấy chị ơi, ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha. Nó ưng tím cà chốt tím cà giùm em, chất liệu vải thun lai dông Hàn Quốc co giãn giùm em nha. À xanh cô ban tím cổ dung số 1, dạ không, mẫu này không có nhận sai số 1, em nhận sai 50 kg đổ lên, sai 2 giùm em. Em nhận cho mình sai 2 đổ lên giùm em hả chị ơi. Rồi màu này em có cho mình là con đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em, mẫu này không có nhận size 1 chị. Mẫu này em không có nhận size 1 cho mình nha. Ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt, đỏ ớt giùm em. Còn chị muốn mua số 1 em có mẫu này cho mình nè. Chị mua số 1 em có mẫu này cho chị. Đâu rồi ta? Đó, chị muốn mua số 1 là em có mẫu này cho mình nè. Cổ vuông nè, cổ vuông tay lỡ mẫu này cho chị được không? Cũng chạy đường viền lai, chạy đường viền tay luôn. Chị mặc số 1 thì em lên số 1 cho chị. Có nhiều màu lắm chị, có nhiều màu cho chị luôn, em lên số 1 cho. Nhiều màu lắm, cục vàng mẫu này cũng là cổ vuông đẹp lắm luôn cho chị luôn. Đợi em cái nào mẫu này có số 1 này em lựa số 1 em lên cho. Nè chị, xanh cô ban nó không có số 1. Số 1 bây giờ em có cho mấy chị nè. Con đỏ đô giùm em. Đỏ đô giùm em size số 1 nha. Cái mẫu này có size 1. Mẫu em mặc không có size 1 ha.
Rồi đỏ đô giùm em nè. Đỏ đô. Tím tha tia tím cẩm giùm em. Tím cẩm mẫu này có số 1 giùm em, trăm ban bộ 2 bộ 250 giùm em luôn. Tím cẩm giùm em. Con này bình luận giùm em con tím quế. Tím quế giùm em nè. Xanh bơ giùm em. Xanh bơ. Xanh bơ giùm em là có số 1 cho chị nha. Có số 1 cho chị luôn đó. Con được màu nào bình luận giùm em chị ơi. Em được mấy màu đó là size nhỏ đó cục vàng anh. Đó em còn cho mình là 4 màu size nhỏ nè. Màu đỏ đô giùm em, màu đỏ đô nè chị. Đỏ đô giùm em ha. Màu này bình luận là màu tím, tím cẩm giùm em. Tím cẩm, màu này bình luận màu tím quế. Tím quế và màu là màu xanh bơ. Đó, hàng thêu vừa ép đá cho chị luôn ha. Đồng giá 100 ban bộ 2 bộ 250. Đó, chị ưng được mẫu nào thì bình luận giùm em nha. Còn mẫu cổ vuông này là em không có làm size 1 cho mình, làm size 50kg đổ lên thôi. Mẫu này là làm size 50kg đổ lên thôi chị, không có làm size 1 nha. Rồi màu đang lên là màu tím, màu xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận giùm em con xanh coban nha. Xanh coban giùm em. Rồi con này em có cho mình là con tím quế. Tím quế giùm em, ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Con tím quế cổ vuông nó có đó. Con tím quế cổ vuông nó có này. Bây giờ chị chốt con nào thế cái con xanh coban giùm em được không? Chị 771 nè. Đó, tím quế nó có nè. Bây giờ chị chốt con nào thế con xanh coban được không chị? Hả? Được không được thì em chốt ủng hộ giùm em ha. Được thì chốt ủng hộ giùm em nha chị ơi. Cái phơm giống như em đang mặc luôn. Quần ống 25 giùm em luôn. Phơm y chang giống như em đang lên cho mấy chị luôn nha. Rồi em có cho mình con vàng nè. Áo lẻ nha. Con này áo lẻ em không có quần. Mặc được quần trắng quần đen giùm em. Vàng giùm em. Chị nào ưng con vàng bình luận giùm em con vàng nè. Vàng giùm em mẫu giống như em đang lên nha. Rồi ưng vàng chốt vàng giùm em ha. Vàng. Vàng giùm em. Rồi con xanh lá giùm em nè. Xanh lá. Chị nội ưng xanh lá bình luận giùm em con xanh lá nha. Ưng xanh lá chốt xanh lá giùm em. Xanh lá. Xanh lá giùm em. Rồi hồng sen giùm em. Chị nội ưng hồng sen bình luận giùm em con hồng sen mấy chị. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em nha. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cần. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển tới nhà cho mấy chị nha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Em có màu tím nho. Tím nho mặc quần trắng quần đen giùm em. Tím nho nè. Chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em. Tím nho ha. Tím nho giùm em luôn. Ưng được màu nào bình luận màu đó giùm em mẫu này ha. Nhận size từ 50kg đến size 72kg giùm em nha. Được không chị gì 771 ơi. Chị này chị gì ta. Chị Trương Liễu nè. Được không chị Trương Liễu ơi. Được thì ủng hộ giùm em ha chị ơi. Được thì ủng hộ giùm em hắn cục vàng. Đó, chị nó ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nha. Rồi em lên màu lại cho mấy chị nha. Con này em có cho mình con hồng sen. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Ưng hồng sen bình luận giùm em con hồng sen nha. Hồng sen giùm em. Hồng sen một bộ là 130, hai bộ 250 cành. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển mấy chị. Tím quế. Ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế nè. Tím quế giùm em ha. Ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Tím quế. Rồi đỏ ớt giùm em. Ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nè. Ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Rồi con tím cà giùm em. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Chị nào ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà. Tím cà đẹp mấy chị yêu ơi. Tím cà rất là đẹp giùm em luôn ha. Nó ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Cộng kèm giùm em cái size của mấy chị đang mặc rồi mình lên số alo nha. Rồi màu xanh lá giùm em luôn. Ưng xanh lá chốt giùm em con xanh lá. Hàng theo trực tiếp lên áo giùm em. Chất liệu vải là thun la dông Hàn Quốc co giãn 4 chiều giùm em nha. Nó ưng xanh lá chốt xanh lá giùm em. Xanh lá ha. Rồi đỏ đô giùm em luôn. Ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô mấy chị. Ưng con đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô nha. Đỏ đô giùm em luôn. Rồi tím quế giùm em nè. Ưng tím quế chốt giùm em con tím quế. Đồng giá là 130 một bộ giùm em. Hai bộ là 250 cành.
bên em sẽ hỗ trợ miệng vận chuyển tới nhà cho mấy chị luôn ha mấy chị ơi. Rồi ngoài mẫu cổ tim ra em còn có cho mấy chị là con cổ vuông luôn. Nó chị nào ưng cổ vuông bình luận cổ vuông giùm em. Chị nào đang ưng con cổ vuông thì bình luận giùm em con cổ vuông nha. Màu này bình luận giùm em là màu đen. Đen giùm em ha. Đen giùm em mẫu này em còn màu đen size 5 size lớn thôi. Em còn màu đen size số 5 mấy chị. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nha. Ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt để em lên cái phơm cổ vuông cho mấy chị xem cái ha mấy chị ơi. Lên phơm cổ vuông cho mấy chị nha. Đồng giá cho mình là 130 một bộ giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miệng vận chuyển tới nhà cho mình luôn nha mấy chị. Ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em. Cộng kèm giùm cho em cái size mấy chị đang mặc nha. Rồi em lên cho chị cổ vuông nè, chị nào ưng cổ vuông chốt cổ vuông giùm em, đồng giá là 130 bộ giùm em. Chị nào mua 2 bộ, 200 là 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha mấy chị ơi. Nó cổ vuông giùm em, bên em mai cho mình là cổ nào cũng đẹp hết. Bạc lên phơm là ôm phơm tôn dáng giùm em nha mấy chị. Đó. Chị nào ưng con cổ vuông thì bình luận giùm em là con cổ vuông màu là màu xanh lá đậm giùm em. Màu cộng kèm size giùm em mấy cục vàng ơi, màu cộng kèm size giùm em cái nha mấy chị. Nó chị nào ưng cổ vuông bình luận cổ vuông giùm em, cổ vuông là giống giày giùm em luôn mấy chị yêu ơi ha. Nó, hàng là hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn mấy chị. Em có hai mẫu, mẫu theo và mẫu ép đá. Để em lên cho mình ưng được cái mẫu nào thì bình luận mẫu đó giùm em nha. Màu này em có cho mình là màu đỏ ớt nè. Ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Nhận hàng được kiểm hàng giùm em luôn mấy chị. Tay là chạy đường viền tay cho mấy chị luôn nha. Chạy con đường viền tay cho mấy chị luôn. Rồi màu xanh lá non giùm em. Chị nào ưng xanh lá non chốt xanh lá non. Mẫu là thiêu một bên giùm em. Ưng xanh lá non chốt giùm em con xanh lá non. Mà em đang mặc là màu xanh lá đậm. Chỗ lên phơm đẹp lắm mấy chị ơi. Lên phơm bao đẹp cho mình luôn. Xinh lắm mấy chị. Rồi con này bình luận là con đỏ đô giùm em ha. Ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô nè mấy chị ơi. Đỏ đô giùm em nha. Quần ống 25 ống vừa mặc giùm em. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha. Đây xanh lá đậm. Em có xanh lá đậm mẫu này luôn cho mình. Là mẫu đó là mẫu theo ép đá giùm em. Còn mẫu em đang mặc là mẫu theo giùm em. Chị nào ưng được mẫu nào bình luận giùm em. Cái mẫu này số lượng không còn ít. Mẫu này số lượng còn được vài bộ thôi. Nó chị nào cứ ưng được thì bình luận giùm em ha. Xanh lá đậm theo giùm em. Xanh lá đậm theo. Vàng này em còn cho mấy chị size số 5. Nó chị nào vừa size 5 từ 6672 ký chốt vừa giùm em bộ này. Vàng giùm em ha. Ưng vàng chốt vàng giùm em. Đỏ đô giùm em luôn. Chị nào ưng con đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô mấy chị. Ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Đỏ đô giùm em. Màu cộng kèm size giùm em mấy chị ơi. Màu cộng kèm size giùm em nha. Rồi đang trong phiên live rảnh tay mình thả tim nhấp nhấp cho màn hình giùm em cái nha mấy chị. Để bình luận mình nó không có bị ẩn nha mấy cục vàng ơi. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu tím cẩm. Còn một bộ tím cẩm duy nhất thôi. Chị nào ưng tím cẩm chốt tím cẩm giùm em. Tím cẩm ha. Ưng tím cẩm chốt tím cẩm giùm em nè. Tím cẩm nha. Tím quế giùm em luôn. Chị nào ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế. Ưng con tím quế bình luận giùm em con tím quế nha mấy chị ơi. Tím quế giùm em. Tím quế. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ 250 cành. Bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình luôn nha. Rồi màu xanh bơ còn duy nhất bộ xanh bơ size 1. Chị nào có ưng thì chốt giùm em. Xanh bơ giùm em. Ưng xanh bơ chốt giùm em con xanh bơ nha. Xanh bơ giùm em. Nó mẫu này là mẫu cổ vuông bên em. Chị nào ưng được cổ vuông thì bình luận giùm em là con cổ vuông ha. Ưng cổ vuông thì bình luận cổ vuông giùm em nha mấy chị. Đang trong phiên live dẫn tay nhấp nhấp cho màn hình thả tim thả like giùm em cái mấy chị ơi. Rồi em qua cái mẫu này cho mấy chị ha. Qua mẫu cổ vuông này cho mấy cục vàng nha. Chị nào ưng cổ vuông chốt cổ vuông giùm em nha mấy chị ơi. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha mấy chị.
Rồi màu xanh lá cho mấy chị luôn. Chị nó ưng xanh lá, chốt xanh lá giùm em qua mẫu cổ tim tay dài cho mấy chị ha, cổ truyền thống và cổ tim giùm em luôn. Đó, chị nào ưng màu xanh lá bình luận giùm em màu xanh lá nha mấy chị ơi. Ưng xanh lá chốt xanh lá giùm em ha. Ưng xanh lá chốt giùm em con xanh lá nha, một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mấy chị nha. Đó, ưng xanh lá bình luận giùm em con xanh lá nha mấy chị ơi. Xanh lá giùm em. Hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn mấy chị. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em cái nha mấy chị ơi. Đó, chị nào ưng xanh lá chốt xanh lá giùm em ha. Tay là chạy đường viền, tay chạy đường viền lai cho mấy chị hết luôn nha. Chạy đường viền hết cho mấy chị luôn, tạo điểm nhấn cho mấy chị nha. Hàng theo rất là kỳ công giùm em luôn. Nói chị nào ưng xanh lá chốt xanh lá giùm em. Xanh lá giùm em, quần ống 25 ống vừa mặc giùm em luôn. Quần là quần ống 25 ống vừa mặc giùm em. Chị nào cao 1m6 đổ lên mặc vô tư giùm em, 1m6 1m7 là mặc ok giùm em nha. Rồi con này em có cho mấy chị là con xanh coban. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Đó, chị nào ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nha. Xanh coban, xanh coban giùm em. Chị nào ưng áo chốt áo, chị nào ưng bộ chốt bộ giùm em. Mặc nguyên bộ đi cho đẹp mấy chị, mặc nguyên bộ nó đẹp hơn nha. Rồi tím quế giùm em. Ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Rồi màu này em có cho mình là màu đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô mấy chị. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em ha. Đỏ đô giùm em luôn. Đỏ đô đang trong phiên live rảnh tay nhấp nhấp tay vào màn hình giùm em cái mấy chị ơi. Mình chạm chạm tay vào màn hình, thả tim thả like giùm em cái ha. Rồi con này em có cho mấy chị là con tím cà. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em. Chị nào ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà nha. Tím cà, tím cà giùm em luôn. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Chất liệu vải là thun la dông Hàn Quốc, co giãn giùm em ha. Rồi con này em có cho mấy chị là con đỏ ớt giùm em. Chị nào đang ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt mấy chị ơi. Ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt giùm em. Màu em đang lên cho mấy chị là con xanh lá đậm. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm ha. Xanh lá đậm giùm em. Rồi con này em có cho mấy chị là con tím. Chị nào ưng tím bình luận tím giùm em. Màu là màu tím quế giùm em. Đó, chị nào ưng con tím quế bình luận giùm em con tím quế nha mấy chị ơi. Ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Chất liệu vải là thun la la dông Hàn Quốc, co giãn. Mấy chị tăng ký, mấy chị giảm ký đều mặc được hết giùm em luôn nha. Rồi màu hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em nè. Đó. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Ưng hồng sen chốt giùm em con hồng sen ha. Hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em, ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Rồi màu này bình luận giùm em là màu tím nho. Ưng tím nho chốt tím nho giùm em. Tím nho này có quần trắng quần đen thôi mấy chị ơi. Tím nho giùm em. Chị nào mua áo thì em bán áo luôn nha. Tím nho giùm em. Tím nho. Rồi xanh lá non giùm em luôn. Ưng xanh lá non chốt xanh lá non giùm em. Màu cộng kèm size giùm em mấy chị. Xanh lá non giùm em. Xanh lá non nha. Xanh lá non giùm em. Đồng giá 80 áo giùm em ba. Chị nào, chị nào mua hai áo bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mình. Chị nào mua hai bộ là 250 cành luôn nha. Rồi vàng giùm em. Chị nào ưng con vàng bình luận giùm em con vàng. Chị nào ưng vàng chốt vàng giùm em. Vàng ha. Vàng giùm em. Ưng con vàng chốt giùm em con vàng nha mấy chị ơi. Ưng vàng chốt vàng giùm em. Ưng vàng bình luận vàng giùm em ha. Màu em đang lên cho mấy chị là con xanh nha. Xanh lá đậm giùm em. Ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em ha mấy chị ơi. Xanh lá đậm giùm em. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miễn vận chuyển tới nhà cho mấy chị luôn ha. Đó, ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em nha mấy chị. Đang
trong phiên live dẫn tay nhấp nhấp vào màn hình, thả tim, thả like, chia sẻ dùm em cái mấy chị yêu ơi ha. Đó, đẹp xinh lung linh dùm em luôn nha. Rồi em qua mẫu cho mình nha mấy chị ơi, qua mẫu cho mấy chị nha. Chất liệu vải ở Thung La Dông Hàn Quốc, co giãn dùm em ha. Đó, chị nào ưng cái mẫu này thì bình luận dùm em tay lỡ số 1. Kim Hiếu, tay lỡ số 1 và 2. Tay lỡ số 1 và 2 là sao chị? Là đồ bộ á hả chị Kim Hiếu? Là chị Kim Hiếu hỏi em đồ bộ này á hả? Đồ bộ mới có số 1 chị, tổ vuông phải không? Số 1 hả chị? Cổ vuông này phải không chị? Chị đang hỏi em cái nào, cổ vuông hay là cổ tim? Cổ vuông là nó còn 1, 2 cho mình luôn. Còn cổ tim là không có số 1. Cổ tim bắt đầu từ số 2 dùm em. Màu tím quế này đẹp mà sao không chị thật chốt ta? Tay lỡ là em có cổ vuông và cổ tim thôi. Vuông và tim luôn hả? Tim là hồi nãy em lên cho chị rồi đó. Tim là hồi nãy em lên cho chị là nhiêu màu đó. Còn này là vuông nè. Này là vuông nè chị. Này là vuông giùm em. Bộ này size 1 nè. Nhưng mà em thì em mặc 1, 2 thì em mặc được hết. Tại vì dốc người em đã gọn. Nó chị size 1 nè. Màu tím quế giùm em. Size 1 nè chị. Em lên bảng màu size 1 cho. Size 1 em còn là màu tím quế, đang mặc còn có bộ thôi. Màu xanh bơ là size 1 nha chị ơi, xanh bơ giùm em. Xanh bơ. Cái bộ này ví dụ như mà chị nào chịu ôm tầm gọn gọn giống như em là mặc được giùm em luôn. 53kg, cao 1m6, eo 70 là mặc được giùm em nha. Rồi con này là màu tím cẩm. Tím cẩm giùm em. Tím cẩm nha. Tím cẩm giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô nè. Đỏ đô giùm em. Màu là màu xanh lá. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Đó, size 1 còn được nhiêu màu nè chị. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Màu xanh bơ giùm em. Xanh bơ. Xanh bơ giùm em. Màu tím cẩm. Tím cẩm giùm em. Đỏ đô giùm em. Và mà em đang mặc là màu tím quế. Đó là size số 1 đó chị. Là size số 1 giùm em ha. Rồi em cảm ơn chị Con Huyền 04 đã chia sẻ phiên live giùm em ha. Cảm ơn chị yêu nha. Dạ đang trong phiên live mình nhấp nhấp tay vào màn hình giùm em cái mấy cục vàng ơi. Mình nhấp nhấp tay vào màn hình, mình thả tim, thả like, chia sẻ giùm em cái nha. Cái mẫu này chị nào đang mặc size nào, số nào bình luận giùm em đi, em lên màu cho mấy chị lựa. Em lên theo màu, lên theo size cho mấy chị nha. Thiết kế là con cổ vuông giùm em, nút ngọc đóng trực tiếp trên áo giùm em. Hàng là hàng thêu ép đá giùm em, có hàng thêu ép đá và hàng thêu giùm em luôn. Em có hai mẫu cho mình ha. Màu vàng này em còn size 5 cho mình thôi. Màu vàng còn size 5. Chị nào vừa size 5 chốt giùm em ha. Vàng có chị nào mặc size lớn thì bình luận giùm em nha. Vàng giùm em. Màu đỏ đô giùm em. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Màu cộng kèm size giùm em mấy chị. Màu cộng kèm size giùm em nha mấy cục vàng ơi. Màu cộng kèm size giùm em. Xanh lá đậm giùm em. Ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em ha. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Xanh lá non giùm em luôn. Chị nào ưng xanh lá non bình luận giùm em con xanh lá non. Xanh lá non giùm em. Xanh lá non. Xanh lá non giùm em ha. Rồi màu đen giùm em. Chị nào ưng đen bình luận đen giùm em. Ưng đen chốt đen giùm em nha. Đen ha.
đen giùm em, đen còn size 5 thôi mấy chị. Đen còn size 5 ha. Rồi màu đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Nó ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em, mấy cục vàng hơi cộng kèm giùm em cái size mấy chị đang mặc nha. Chị nào ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em ha. Rồi em qua mẫu cổ vuông nha. Chị nào ưng thì bình luận giùm em mấy chị ơi. Đang trong phiên live rảnh tay chấm chấm cho màn hình, thả tim thả like giùm em cái nha mấy chị. Thế thả tim thả like tương tác với em để bình luận mình không có bị ẩn mấy chị yêu ơi ha. Tím mặt. Tím mặt số 3. Tím số 3 hả? Để em nhìn số 3 nó còn không cái mới được. Để em nhìn số 3 nó còn không chị ơi. Tại vì mẫu đang mặc là con số 1. Tím còn số 2 hả chị ơi? Số 3 em hết rồi. Chị ơi tím còn số 2 được không? Tím em còn số 2 thôi chị ơi, số 3 hết chưa? Em hết số 3 rồi chị ơi. Tím em còn số 2 được không? Còn số 2 thôi. Kim Hiếu nè, tím em còn số 2 hả chị? Số 3 tầm khoảng 57-58 ký là gọn là mặc được giùm em á. Số 3 em hết. Cô ưng được thì bình luận giùm em. Màu tím quế. Màu tím quế là còn số 2 hả chị ơi? Tím quế còn số 2 thôi, số 3 em hết màu tím quế rồi. Đó, chị nào ưng con này bình luận giùm em là tím cà nè. Hàng ép nhiệt bộ 130 giùm em luôn. Bộ này đang mặc size 3 nè, chị nào vừa size 3 chốt giùm em nha. Cách dặn số 3 hả? Hết rồi chị. Số 3 không có màu tím. Số 3 hết tím quế rồi chị. Còn tím quế tay dài qua hồng được không? Khách chịu mặc tay dài không? Còn tím quế qua hồng là cổ vuông hết rồi chị. Còn tím quế tay dài qua hồng nè, tím quế mẫu tay dài qua hồng được không? Tại vì mẫu đó là em còn ít số lượng, ít em chốt theo size chứ không có còn đều size chị. Rồi chị nữ ơn, tím cà bộ này bình luận giùm em là tím cà mấy chị ơi. Bộ này là 130 giùm em, hai bộ 250 cành nha. Tím cà giùm em. Đó chị nữ ơn, tím cà chốt tím cà giùm em ha. Đó, chị nó ưng tím cà chốt tím cà giùm em mấy chị ơi, màu tím cà giùm em. Mẫu là mẫu ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm em luôn nha. Đó, chị nó ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Đồng giá là 130 một bộ giùm em ha. Hai bộ là bên em sẽ hỗ trợ miền vận chuyển cho mình, mà giá có 250 cành giùm em thôi nha. Giá có 250 cành giùm em thôi mấy chị. Bộ đang mặc là size 3 đó mấy chị. Rồi cục vàng ơi, hình như hết tím quế à. Rồi chị nô ưng con này bình luận giùm em con tím cà mấy chị ơi. Đó, chị nô ưng tím cà chốt tím cà giùm em nha. Một bộ là 100 giùm em. Ôi lộn, một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Nói em có con đen số 3 luôn. Chị nào ưng đen số 3 bình luận giùm em đen số 3 nè. Đen số 3 giùm em ha. Đen size 3 em lên size cho mình nha mấy chị. Lên size cho mấy chị nha. Rồi có con trắng luôn. Chị nào ưng trắng bình luận trắng giùm em ha. 130 bộ giùm em. 130 một bộ giùm em nha. Ưng trắng chốt trắng giùm em. Trắng ha mấy chị ơi, ưng con trắng bình luận giùm em con trắng mấy chị. Hồng sen giùm em. Đó, chị nào ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em. Hồng sen ha, chị nào ưng bộ hồng sen bình luận giùm em là con hồng sen ha.
Hồng Sen giùm em đang lên mẫu bộ cho mình nha, cái quần cùng màu áo giùm em luôn. Hồng Sen giùm em, ưng Hồng Sen chốt Hồng Sen giùm em. Rồi đỏ ớt giùm em, chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt mấy chị. Ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt kháng hàng ép nhiệt giùm em nha. Đó, ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em ha. Rồi con này em có cho mấy chị là con đỏ ớt bông tím. Đỏ ớt bông tím giùm em đồng giá là 130 bộ giùm em. 2 bộ 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Đỏ ớt bông tím giùm em mẫu đang lên là số 3. Chị nào vừa size 3 thì bình luận giùm em mấy chị ơi, vừa size 3 chốt giùm em. Ưng được màu nào thì bình luận giùm em nha. Đó, cái đó là mẫu đó em có quần cho mình luôn đó mấy chị. Chị nào có ưng quần, ưng cái mẫu nào thì bình luận giùm em nha, đồng giá 130 bộ giùm em. Đó. Màu đen lên là màu tím cà nha, chị nào ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Đồng giá là 130 bộ giùm em, 2 bộ 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển mấy chị ơi. Đó. Rồi em qua mẫu cho mình mẫu này ha, qua mẫu ép nhiệt cho mấy chị nha. Em qua cho mình mẫu ép nhiệt với mấy cục vàng ơi. Mình nhấp nhấp tay vào màn hình thả tim thả like giùm em cái mấy chị yêu ơi, hay mình tương tác với em nha. Tương tác để làm gì? Tương tác để khi mình bình luận mình nó không có bị ẩn mấy chị. Tương tác với em để làm gì? Tương tác để khi mấy chị bình luận á, mấy chị bình luận hỏi mã em á là bình luận của mấy chị nó không có bị ẩn nha. Còn mình không tương tác, không thả tim thả like với em là bình luận mình nó dễ bị ẩn đó mấy chị ơi. Bình luận rất là dễ bị ẩn giùm em luôn nha. Chị Nguyễn Kim Hiếu hả? Nguyễn Kim Diệu nè. Chị Nguyễn Kim Diệu bình luận chị bị ẩn này Kim Diệu ơi. Chị Nguyễn Kim Diệu bình luận chị bị ẩn rồi nè. Bình luận chị nào mà bình luận không thấy em trả lời là bình luận mình bị ẩn, bình luận lại giùm em nha. Rồi ẩn luôn rồi. Chị Bùi Hùng ẩn luôn rồi, chị Bùi Hùng ơi. Sao kỳ vậy ta? Ẩn hai bình luận luôn Bùi Hùng ơi, ẩn luôn rồi chị ơi, sao vậy? Mấy chị ra mấy chị vô lại coi được không? Thành Đô ẩn bình luận luôn. Mấy chị chấm chấm thả lên giùm em cho một ca tim nha mấy chị bên top nè. Mấy chị chấm chấm thả lên giùm em được một ca tim nha mấy chị ơi, đặng cho bình luận mình nó đừng có bị ẩn mấy chị. Còn mình thả ít mình không có tương tác nhiều á là cái bình luận mình nó dễ bị ẩn lắm mấy chị ơi. Chấm chấm thả tim thả like giùm em cái ha. Chị Bùi Hùng mới bình luận ẩn luôn rồi. Chị Nguyễn Kim Diệu là bình luận ẩn, Thành Đô bên top ẩn luôn nha. Ẩn hết trơn nha mấy chị. Đó, con này em có cho mấy chị là con tím cà. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em, một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Đó, chị nào ưng tím cà bình luận tím cà màu cộng kèm size giùm em. Màu cộng kèm size giùm em mấy cục vàng ơi. Đó, rồi em lên bảng màu cho mấy chị nha. Con này em có cho mấy chị là con xanh lá đậm. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm mấy chị ơi. Ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em nha. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành phên lên phơm rất là đẹp giùm em luôn. Đó, hai bộ là 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha mấy chị ơi. Vàng giùm em. Chị nào ưng vàng bình luận vàng, vàng mặc quần trắng quần đen giùm em nha. Vàng giùm em có. Em có bên gì? Chị vô kho sĩ bà Ba Mai Nguyễn mình em bên phở bò đó chị. Kho sĩ bà Ba Mai Nguyễn giùm em, bên đây nó cũng đang ẩn rồi bà ơi. Bên đây sao mấy chị nè, Bùi Hùng bình luận ẩn hết trơn rồi mấy chị. Xanh lá non giùm em. Xanh lá non. Xanh lá non giùm em nè. Xanh lá non giùm em, sao bình luận bên đây nó ẩn hết trơn vậy mấy chị ơi. Em đang chi ăn sập sàn cho mấy bà mà bây giờ bình luận ẩn rồi sao chốt được. Rồi con này em có cho mấy chị là con tím tím nho. Chị nào ưng tím nho bình luận tím nho giùm em. Tím nho. Tím nho giùm em, bấm giùm em chữ A cộng rồi mình viết bình luận coi được không mấy chị. Bấm chữ A cộng hoặc là mình cách khoảng rồi mình viết thứ coi được không mấy chị ơi. Sao bình luận ẩn hết trơn, mấy bà thả tim. Mấy bà mình phải bộ thả tim quá trời luôn, bình luận ẩn ơi, kỳ vậy chàng. Rồi Hồng Sen giùm em. Chị nào ưng Hồng Sen bình luận Hồng Sen giùm em. Cái này có quần cho mình 130 bộ, 2 bộ 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển. Rồi lọc bình luận luôn, lọc bình luận luôn mấy chị ơi. Nó Hồng Sen giùm em. Hồng Sen, trời ơi đã không thấy bình luận mà còn bị lọc nữa mấy chị.
không thấy bình luận mà ông tốt tốt thì ông còn lọc bình luận của mấy chị nữa, thành đô ẩn luôn rồi đô ơi. Rồi con này em có cho mấy chị là con tím cà à, tím quế. Chị nào ưng tím quế thì thành đô ơi, chị thoát ra chị vô lại cái thành đô. Rồi ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Ưng con tím quế bình luận giùm em con tím quế nha mấy chị ơi. Tím quế giùm em. Tím quế mẫu là chạy đường viền gu đê cho mình hết trơn luôn nha. Chạy đường viền tay, chạy đường viền like cho mấy chị luôn ha. Đồng giá nặng 130 bộ giùm em, 2 bộ 250 cầm bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Rồi đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nè. Đó, ưng đỏ ớt bình luận đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em Bùi Hùng. Tím quế. Tím quế xây mấy chị Bùi Hùng ơi. Chị Bùi Hùng ơi. Em thấy rồi. Chị Bùi Hùng ơi, tím quế xây bao nhiêu chị? Chị Bùi Hùng đăng bao nhiêu ký cho em xin cái size nha. Cái này mấy chị chốt mấy chị cộng kèm size đăng mặt giùm em cái nha mấy chị ơi. Tím quế nè chị. Tím quế. Đó, Bùi Hùng đang chốt tím quế xây bao nhiêu? Cho em xin cái xây đăng mặt nha. Đó, 130 bộ giùm em. 2 bộ 250 cành bên em hỗ trợ miệng vận chuyển thôi chị ơi. Số 5 hả chị ơi, tím quế xây 5. Tím quế xây 5, để em nhìn xây 5 em còn tím quế không? Xây 5. Xây 5 hả chị ơi, xây 5 nó còn tím cà được không cục vàng ơi? Tím quế hết trơn rồi còn tím cà được không chị? Chị ơi xây 5 nó còn tím cà được không? Tím cà hà cục vàng ơi, hết trơn tím quế rồi cục vàng. Em hết tím quế rồi. Tím cà được không chị ơi? Tím quế nó còn xây nhỏ à. Còn tím cà em đang mặc được không? Chắc phải là thun la dông Hàn Quốc giùm em chị ơi. Thun la dông Hàn Quốc giùm em. Chị ơi chốt lại giùm em được không? Dạ không. Có xây 6 không? Xây 6 thì nó qua mẫu khác. Xây 6 nó qua mẫu đá nè chị. Xây 6 nó qua mẫu này được không chị ơi? Mẫu đá được không? Cũng là 130 bộ, 2 bộ 250 luôn. Này đẹp. Này đẹp quá. Dạ rồi cảm ơn cục vàng nha. Chị ơi tím quế này được không chị? Tím quế này có xây 6 nè chị. Còn xây 5, xây 5 em hết trơn rồi. Cái này được không chị yêu ơi? Được thì em chốt cho mình chị Bùi Hùng ơi. Em cho chị xem quần đen. Xem cái quần đen hả chị? Ok. Dạ đây, quần đen bên em có ống 18, 25 và ống 30 luôn cục vàng ơi. Quần này là quần ống 2, ống 30 giùm em nha. Đó, quần là quần ống 30 giùm em, lưng bảng 3 phân giùm em. Đó, lưng bảng 3 phân giùm em luôn chị. Quần đen giùm em á, mình muốn lọc ống 18, 25 hoặc là 30 thì em chốt cho mình quần ống là đang ống 30 giùm em nha. Dạ, ưng được cái nào bình luận giùm em. Mua đầy tủ luôn cũng thích. Chị Vũ Hiền mua đầy tủ luôn cũng thích hả? Dạ cảm ơn chị nha. Chị Bùi Hùng ơi. Chị Bùi Hùng. Ủa chị Bùi Hùng 65kg mà làm gì chị chốt tới xây 6 dữ vậy? Chị Bùi Hùng nè. Chị Bùi Hùng 65kg sao chốt nó xây 6 dữ vậy chị? Chị có bụng hay gì Bùi Hùng? Chị Bùi Hùng ơi, chị có bụng hay gì chị Bùi Hùng? Chị có bụng hay gì chị chốt nó xây 6 dữ vậy? Màu tím này bây giờ em còn cho mình có xây 2 à. Hết trơn xây lớn cho mấy chị rồi. Cái quần ống 18 là quần đồ bộ đó chị. Còn quần ống 25 là nó nhỏ hơn cái quần ống 30 chút xíu chị ơi. À, tay áo cũ.
cũng làm ren luôn. Dạ không, không phải làm ren. Tay áo là chạy đường viền chị. Chạy viền. Chạy viền chứ không phải mai ren. Chạy đường viền tay, đường viền lai cho mình luôn. Đó. Màu tím cà này em còn đủ size nè. Em còn là cái này là còn 2, 3, 4, 5 luôn nè. Màu tím cà được không cục vàng ơi? Kẹt cái là nó hết trơn. Màu tím quế chỉ đang chốt màu tím quế nè, em hết trơn rồi. Tím quế vậy nó còn cái mẫu này chị Cương thì em chốt cho chị ha. Tím quế em còn mẫu này nè. Tím quế nhưng còn mẫu này và mẫu này cho mình. Em còn hai mẫu này cho mình nha. Tím quế. Ống 25 phải không? Ống 25 nó không có quần đen ở đây rồi. Nè chị, ống 25 cỡ này nè chị. Ống 25 là cỡ này giùm em nè. Em có đem quần đen vô đây. Nè, còn ống giống như em đang mặc là cũng ống 25 nè chị. Đó, mình tưởng tượng giùm em cái nha bà ơi, ống 25 đó chị. Ống đang mặc là ống 25 đó cho nó dễ. 52 tuổi rồi, Vũ Hèn 52 tuổi rồi hả chị? Kêu bằng chị đi cho nó trẻ đó, nó ra kêu bằng cô đó nhưng mà thôi kêu bằng chị để cho nó trẻ. Dạ. Rồi em lên lại màu cho mình nha. Ưng được màu nào chốt ủng hộ giùm em mấy cục vàng ơi. Màu cộng kèm size giùm em, hàng này em cũng bị lẻ size nha. Cho nên là mình màu mình cộng size giùm em hát. Màu tím cà là còn đều size luôn. Rồi màu này em có cho mình là con đỏ đô. 130 một bộ giùm em, hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha. Đó, ưng đỏ đô, bình luận đỏ đô giùm em. Mẫu này mình mặc đẹp lắm. Mẫu này mặc bao đẹp cho mấy cục vàng luôn nha. Mẫu này mặc xinh lắm mấy chị ơi. Xinh lung linh giùm em luôn á. Dễ mặc lắm. Tại vì hàng là hàng thêu á. Hàng thêu rất là dễ mặc giùm em. Bà Lai có cổ tròn không hả? Dạ không. Cổ tim không mà bà Lai không có làm cổ tròn. Rồi màu này em có cho mình là màu tím quế. Chị Nụ Ưng tím quế, chốt tím quế giùm em. Mẫu này còn size 2 thôi. Tím quế còn size 2 cho mình. Rồi con này em có cho mấy chị là con xanh coban. Xanh coban giùm em. Ưng xanh coban bình luận giùm em con xanh coban. Xanh coban giùm em cho chị cái áo tím quế size 5. Chị lấy một áo thôi em nhé. Tím quế size 5 em hết trơn rồi. Cái đó em bán nguyên bộ á chị. Cái đó em bán nguyên bộ luôn á chị Bùi Hùng ơi. Mẫu này là em bán nguyên một bộ luôn á chị ơi. Em bán một bộ là 130, em không có đi lẻ nha. Em bán nguyên một bộ. Mẫu này là em bán nguyên một bộ cho mình. Em không có đi áo lẻ nha chị ơi. Mình có chốt được mình chốt nguyên bộ giùm em. Em không có đi áo lẻ cho mình nha chị ơi. Cái này đồ bộ. Đồ bộ nó về đồ bộ á chị. Em không có đi áo lẻ. Chị lấy được màu xanh lá, màu xanh coban không? Màu xanh lá, xanh coban màu này cũng đẹp nè. Xanh lá, xanh coban mặc lên đẹp lắm. Dạ một bộ là 130 giùm em chị Hậu. Chị Hân Kỳ ơi. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 giùm em. Hỗ trợ miền vận chuyển luôn chị ơi. Đó. Đen lai có màu khác không? Dạ có. Vũ Hiền ơi chị mặc size bao nhiêu? Dạ em lên màu cho. Đó. Chị Bùi Hồng ơi chị mặc được giùm em màu xanh coban không? Xanh coban với màu xanh lá nè chị. Mình thế giùm em đi. Cái này chị muốn mua áo thì em bán áo cho mình. Chị muốn mua áo thì em chốt áo cho chị nha. Chị Bùi Hùng, xanh lá nè chị, chốt màu khác giùm em được không? Xanh lá giùm em. Xanh lá. Xanh lá giùm em. Chị nào mà mua hai áo là 150 luôn. Chị nào mua hai áo là 150 hỗ trợ mượn vận chuyển luôn đó. Ai ưng áo thì chốt áo giùm em. Bán vậy mấy chị không chốt ủng hộ em nữa thôi luôn. Rẻ quá trời rẻ mấy chị ơi. Có mới vừa nói dứt tiếng bà hỏi liền có bán áo, mẫu này có bán áo cho chị luôn á. Tím quế này em còn cho mấy chị là size 2 nha. Tím quế. Tím quế giùm em. À chị 63 kg là size 4 đó cục vàng. 63 kg là size 4 á chị, áo màu xanh bơ không em? Chị Hân Kỳ màu xanh bơ hả? Không, không có màu xanh bơ không có, chỉ có áo trơn thôi. Xanh bơ có áo trơn rồi chị ơi. Xanh bơ có áo trơn. Xanh bơ có con áo trơn này cho mình nè. Để em coi size 4 không có xanh bơ không. Với size 4 em có xanh bơ mẫu này nè. Mẫu này nè chị. Mẫu này chị lấy em để chị 70. Nó. Mẫu này chị lấy được em để chị 70. Hàng xanh bơ màu 4D giùm em.
hàng 4D giùm em nha. Đó, chị Hận Kỳ có chốt để mình 70 thôi. 70 giùm em một áo ha. 70 giùm em. Đó. 70 giùm em. Rồi em lên size 4 chị Hận Kỳ nha chị ơi. Size 4 em còn cho mình nè. Size 4 em còn cho chị Hận Kỳ là màu đỏ ớt nè. Size 4 nha. Xanh riêu cũng được. Xanh riêu hả? Không. Không có xanh riêu, có xanh lá được không? Xanh lá giống như cái màu riêu riêu nè. Đó chị, có con này được không? Con xanh lá đậm, màu nó giống như màu riêu vậy đó mấy chị. Màu riêu đậm nha. Đó, con này bình luận giùm em là con xanh xanh lá đậm có size 4 nè. Có size 4 luôn nha. Đợi em xíu em lên size 2 cho. Đó, có size 4 cho chị đó. Xanh coban có size 4 luôn. Xanh coban có size 4 giùm em luôn. Đó, xanh coban có size 4 nha. Đỏ ớt có size 4 luôn mấy chị, màu cộng size giùm em đi. Đó, đỏ ớt có size 4 cho chị luôn, mẫu giống như em đang lên. Tím cà có size 4 luôn. Tím cà có size 4. Đỏ đô có size 4. Đó, đỏ đô có size 4 nè. Chị có ưng được cái màu nào thì bình luận giùm em nha. Đỏ đô có size 4 cho chị luôn đó. À, chốt cho chị em nhé. Chị Bùi Hùng, bộ mặt có cổ khác không? Bộ mặt không có cổ khác nha. Bộ mặt chỉ có cổ tim thôi. Hoặc là cổ tròn. Cổ tròn là nó có. Chị Vũ Hiền là chỉ mặc size nhiêu ta? Chốt cho chị em nhé. Chị Bùi Hùng ơi, chị chốt màu nào vậy? Chị Bùi Hùng ơi, chị chốt màu nào vậy chị? Chị Bùi Hùng chốt màu nào? Bình luận cái màu giùm em đi cục vàng. Bình luận giùm em cái màu đi chị ơi. Em không biết mình đang chốt màu nào nữa chị. Rồi, cái chị nào mặc size 2 chị, áo lẻ bao nhiêu một áo? Áo lẻ là em bán cho mình đồng giá là 80. Một đi lẻ là 80 áo, còn phí vận chuyển. Chị nào mua 2 áo là 150 miễn ship luôn. 2 áo 150 miễn ship luôn chị ơi ha. Rồi em lên size 2 chị Trần Ngọc Ngân ơi. Chị Trần Ngọc Ngân còn trong like không? Đây đây, em lên cho bà này, mới đọc tên bà luôn á. Chị Bùi Hùng mặc size 5 hả? Size 5 cái màu à, cái màu tím này nó có cổ tròn nè. Tím cà có cổ tròn nè, cục vàng. À chị Bùi Hùng ơi, tím cà em có cổ tròn được không? Đó, tím cà có cổ tròn, có cổ khác nè. Tay lỡ giùm em còn có một con thôi. Đó, chị cứ ân thì em chốt cho chị nha. Đó, chị Vũ Hiền nè. Chị Vũ Hiền. À, chị Bùi Hùng là một con xanh coban. À, một con xanh coban là con xanh lá đậm. Ok, chị lên số alo giùm em đi chị. Chị ơi, chị Bùi Hùng ơi. Chị Bùi Hùng lên số alo giùm em đi. Em chốt cho mình hai con này. Dạ rồi. Dạ, lên số alo giùm em đi. Tại vì chị Vũ Hiền chị cũng đang mặc size 5 đó. Em đang đưa màu cho chị Vũ Hiền á. Đó, chị Bùi Hùng lên số alo giùm em nha, cục vàng. Em lên size 2 cho chị Ngân nè. Chị Ngân ơi, xem ưng chốt giùm em chị. Màu hồng sen giùm em. Ưng hồng sen, chốt giùm em hồng sen nha. Size 2 nha chị Ngân ơi. Size 2 nha chị. Hồng sen giùm em. Rồi, đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em nha chị ơi. Đỏ ớt giùm em. À, dạ, mẫu chạy viền nó không có chị ơi. Mẫu chạy viền nó, những cổ khác nó không có. Dạ rồi, ok chị Bùi Hùng ha. Hai áo là 150 miễn ship nha. Ok chị, chưa nam gọi chốt đơn cho mình. Xanh lá non có size 2. Áo mà, áo nào cũng giống size như nha. Đúng rồi chị ơi, bên em mai có một gặp một hả chị. Nè, xanh lá non giùm em. Xanh lá non size 2 của chị nè. Xanh lá non giùm em nha. Xanh lá non. Tím quế. Tím quế này có luôn. Tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế có size 2 cho chị nha. Tím quế có size 2. Xanh coban. Xanh coban có size 2 luôn chị. Xanh coban có size 2 luôn nha. Size 2 từ 50-55kg là mặc vừa giùm em. Đó, xanh coban có size 2 giùm em.
Sancoban. Sancoban giùm em. Sancoban. Bồi hồ ở chị Vũ Hiền ơi. Chị Vũ Hiền ưng được con này không? Cổ vuông nè, có chạy viền nè. Chị Vũ Hiền. Đó, em có con này size 5 nè chị. Chị Vũ Hiền còn trong like không chị ơi? Đây. Con này em có chạy viền cho chị nè, chị Vũ Hiền nè. Vũ Hiền giùm em. Đó. Em còn con này size 5 nè, chị Vũ Hiền có ưng thì em chốt cho. Đó, nè chị. Nè, con này có nè, không thích. Cái kia không thích chốt này đi chị. Có chạy viền nè, chạy đường viền lai, đường viền tai luôn. Chốt con này đi cục vàng hay là con cổ tròn. Cổ tròn thì không, còn cổ tròn thì không có chạy viền nha. Cổ tròn không có chạy viền cục vàng. Cổ tròn là hàng thiêu ép đá không có chạy viền nha chị. Đó, cổ tròn nè. Không có chạy viền cho chị nha. Mẫu cổ vuông có chạy viền nè. Ok em. Dạ 80 áo, mình mua áo này áo kia là hai áo 150 miễn ship luôn chị. Đó, em có màu đen chị lấy không? Em có một con duy nhất, một con màu đen xây số 5 luôn. Đó, chị lấy hai con này 150 miễn ship cho chị luôn nè. Nè chị. Đó, còn con đen nha. Con đen xây 5 luôn đó, chị lấy hai con này em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mình, chi ân cho mình luôn hai áo 150. Đó, còn hai con này nè. Xây số 5 của chị đó, đẹp lắm nha. Em nhỏ tuổi mà tại thích mặc bà ba mà theo chế, mặc áo màu, áo nó bông nào chị nhìn đẹp. Còn trẻ hả? Còn trẻ mặc màu hồng đi chị. Màu hồng với màu đỏ giùm em đi cục vàng. Cục vàng mặc màu hồng với màu đỏ giùm em đi. Đây chị. Hồng và đỏ giùm em đi, màu nào chưng màu nào chị chốt màu đó. Đẹp nha, nói chung đẹp. Đó, màu đỏ giùm em. Đỏ mặc chiếc quần đỏ, hồng mặc chiếc quần hồng. Em mặc nguyên bộ hồng cho bà coi đẹp lắm. Mặc nguyên bộ hồng cho bà nha. Còn không thì mình trẻ trẻ mình mặc màu tím cũng được. Màu tím, tím cà là mặc được giùm em, đừng mặc tím quế. Tím quế mình còn trẻ mình mặc nó hơi bị cứng. Dạ Vũ Hiền á chị chốt cái đó lên số alo giùm em đen. Có vuông cổ vuông. Bùi Hùng ơi còn có một con cổ vuông. Còn con cổ vuông chị kia chị chốt cái gì rồi. Chị Bùi Hùng muốn mua cổ vuông hả? Hình như chị Bùi Hùng chốt thêm cổ vuông hay gì chị? Để em coi cái này nó còn không, mình như còn con cái gì á. Còn con cổ vuông này chị chốt được không? Chị Vũ Hiền ơi chốt lên số alo giùm em chị. Ok chị Vũ Hiền nè. Em còn con cổ vuông này chị có chốt em chốt cho mình luôn chị. Ôi cái này đưa lên không thấy. Em còn con cổ vuông size 5 nè. Con này đẹp nha, con này tay nhúng. Còn con em mặc cái này size 5 hơi rộng mà lên form cho mấy chị coi thôi nha mấy chị ơi. Chứ không phải size của em nha. Nè cái tay nó vậy nè. Nó tay nhúng vậy giùm em ha. Dễ thương lắm. Trời ơi em mặc như vậy không. Nó chị, form dày giùm em nè, hoa này luôn, hàng ép nhiệt giùm em luôn. Nó tay nhúng đẹp lắm, còn con này cổ vuông size 5 nè. Nó chị Bùi Hùng có chốt thì lấy giùm em. Dạ lúc nãy còn có một con à. Lúc nãy còn có một con thôi chị ơi, lúc nãy còn có một con hả chị, chị kia chốt rồi. Em còn có một con chị kia lấy rồi chị, không còn nhiều. Rồi ok chị Vũ Hiền, cái này em chốt với chị Vũ Hiền hai áo là 150 nè. Dạ rồi dạ. Có một con chị kia lấy rồi chị. Thông cảm giùm em. Thôi mấy chị thông cảm giùm em đi. Em còn có một con hai con hả mấy chị ơi. Em có nhiều. Em còn con cổ tròn này size 5 nè. Chị có lấy được không? Nè em còn có một con nè. Nè em mặc cho có ưng được thì chốt giùm em ha. Con này cổ tròn size 5. Tay này mấy chị, tay dễ thương lắm. Mấy chị tròn mấy chị mặc cho vừa hơn em. Còn em nhỏ xíu mặc vô cái áo nó hơi bị rộng nè. Hoa vậy giùm em. Đó, size 5 nè. Chị nào có ưng thì bình luận giùm em nha. Size 5 đó chị ơi. Size 5 giùm em. Em thích mặc quần đen, em phối quần đen cho chị Ngân. Chị Ngân ơi, chị mặc quần đen, em phối quần đen cho Ngân. Cho xem quần màu đen ống 25. Nãy em lên cái quần cho bà rồi hay gì phải không? Phải lên cái quần màu đen cho bà hay gì phải không? Nè chị ơi, quần ống 25 nè chị, bà thấy không vậy? Nè, quần ống 25 giùm em. Ống gọn giùm em luôn. Nè chị phối quần đen thì em phối quần đen cho chị. Muốn mặc quần trắng phối quần trắng à.
quần ống 25 giùm em, ống 25 là ống gọn đó chị. Ống 25 là ống gọn giùm em, chất liệu vải là đều là thun hàng hết giùm em luôn nha. Nè em có bộ này màu đen size 5 nè. Nè, em còn bộ này màu đen cổ tim size 5 nè, chị nào ưng chốt giùm em. Màu đen cổ tim size 5 chạy viền lai viền tay cho mấy chị luôn. Nó chị Bùi Hùng nè. Chị Bùi Hùng có chốt được mẫu này thì bình luận giùm em. Nó. Dạ đúng rồi, size 5 70 kg cục vàng. Đó, chị Bùi Hùng có ưng được cái này bình luận giùm em, có size 5 luôn nè chị. Có size 5 luôn. E chế mặc cái quần đen ống áo màu đỏ ớt. Quần đen áo màu đỏ ớt hả? Rồi. Nhung ơi cho em chỉ cái quần 25 đi Nhung. Quần đen 25 đi. Biết chân đây đâu mà không biết nữa. Cái này bà muốn sang mà mặc cái con quần trắng nó sang lắm. Dạ thấy rồi, em thấy rồi chị. Cái quần đen 25 chị đâu. Thấy quần. Mé không thấy cái quần kiếm nãy giờ. Nè ống 25 nè chị. Mặc 25 cho bà nha. Em thấy rồi chị Vũ Hiền ơi. Chưa nay em gọi cho mình cái em đi đơn cho mình luôn Vũ Hiền. Thấy rồi chị. Nói cái mẫu này bà muốn xem là mặc cái con quần trắng cũng được. Nói chị. Quần đen thì mình mặc nó lâu xuống màu. Quần trắng thì nó mau xuống màu mà nó sang. Đây. Một bộ về là 130 giùm em. Hai bộ 250 giùm em ha. Nói chị. Em thấy rồi nghe Vũ Hiền ơi. Nó được không cục vàng. Rồi quần đen lấy size 1 phải không? Rồi muốn lấy size 1 lấy size 1 cho không sao hết trơn á cục vàng. Được, em đổi được cái quần em đổi được. Rồi bây giờ bà ưng màu nào bình luận giùm em đi, đặng em lên số alo em chốt đơn cho chị nha. Nói chị muốn mặc size 1 thì em chốt size 1 cho chị thôi chứ không gì trơn cục vàng ơi, có size 1 mà. Quần giá ha chị ơi, dạ cái quần đi lẻ 55 một quần giùm em. Còn cái quần em bắt vô bộ vậy là 130 cục vàng. Cái gì vậy? Bình luận em vậy Bằng Ngân. Bà bình luận em vậy Bằng Ngân. Bằng Ngân ơi. Bằng Ngân mà bình luận em vậy Bằng Ngân ơi. Đó, chị nào ưng đỏ chốt đỏ giùm em nha, 130 một bộ giùm em. Cái quần đi lẻ 55 một quần là con quần trắng, quần đen, còn con quần màu đi lẻ là 60 quần, bắt bộ vô quần là 130 hết giùm em. Cho nó dễ mấy chị. Màu cộng kèm size giùm em mấy chị ơi nè, còn con màu hồng chị nào chốt giùm em nha, còn con màu hồng size 2 thôi. Chị Thành Đô nhưng mà mặc size 2 phải không Thành Đô? Đó, còn con màu hồng size 2 chị nào lên số trước chốt trước nha. Lấy màu tím sen làm gì có tím sen. Tím quế. Đó. Hồng sen chứ không có tím sen, hồng sen còn có một con nè. Hồng sen còn có một con, chị nào lên số trước em chốt trước còn con hồng sen nè. Đâu có tím sen. Tím sen là tím gì? Tím sen, tím quế á hả? Là con tím quế á hả? Còn con này nha, chị nào ưng thì chốt giùm em nè. Còn con hồng sen số 2. Cho chị một cái quần đen ống 25 size 3 em nhé. Dạ rồi, Bùi Hùng quần đen 25. Quần đen ống 25 size 3. Dạ rồi, ok chị Bùi Hùng nha. Khỏi gọi, chốt đơn luôn. Hai áo, một tím cà, một đen 70. Rồi khỏi gọi đúng không? Ok, ok cục vàng. Dạ chị ơi, một bộ là 130 giùm em chị. Một bộ là 130 giùm em cục vàng. Bộ là 130 giùm em nha. Rồi đó, chị gì? Chị Ngọc Ngân đâu rồi? Lấy màu tím sen nha, là tím sen nào vậy chị? Hồng sen hoặc là tím quế thôi, hoặc là tím cà, đâu có tím sen bà. Một áo hồng, một áo đỏ ớt, quần trắng số 2 rồi. Chị Thành Đô lên số alo giùm em đi, chốt liền cho chị nè. Size số 2 cho bà nè. Chị Thành Đô lên số alo giùm em nha, size 2 cho chị. Em nhớ chị mặc size 2. Rồi hai áo là 150, cái quần 55 giùm em. Cái quần lấy mà 50 nha. Dạ rồi, hồng sen 65kg là size 4. Hồng sen 65kg size 4. Dạ rồi. Rồi
hai áo là 150 thôi Vũ Hiền ơi, hai áo là 150 giùm em chị. Trời ơi tào lao nè. Nè, đó, chị gì? Chị Thành Đô lên số alo giùm em. Để em bấm cái Thành Đô mà có số chưa? Nhiều khi có mấy chị mua hoài nó có số luôn đó chị. Thành Đô ơi có số rồi chị Thành Đô. Chị Thành Đô ơi có số rồi chị. Rồi ok chị Thành Đô nha. Để em quen coi số 4 em còn không. Dạ rồi lên số alo giùm em đi chị. Chị gì? Chị Ngọt Thi nè, có size 4 lên số alo giùm em nha. Cho chị xem cái áo đen tay lỡ size 3 em. Áo đen tay lỡ size 3 là mẫu nào? Em đâu có đen tay lỡ size 3. Là em hết màu đen cục vàng ơi, hết đen chị. Hết chân đen rồi chị ơi, hết chân đen size 3 rồi cục vàng. Size 3 nó còn tím nho được không? Còn tím nho cổ vuông được không cục vàng? Còn tím nho được không? Rồi ok chị nè. 05 hả? Chị chốt thêm một áo là hai áo 150 miễn ship nha chị. Chị Ngọt nè. Rồi em lên cho mấy chị là màu đỏ ướp. Chị Ngân không biết bà chốt được con nào không, bà đâu mất tiêu rồi bà Ngân nè. Bà Ngân bà đâu mất tiêu rồi. Bà kêu mặc cho bà bà chốt cho ta. Ngân bà chốt chưa trời. Ờ bà Ngân bà chưa có chốt được cái gì hết trơn á. Bà bình luận cái gì kem gì đó. Kem gì đó không biết nữa. Bình luận cái gì không biết bà bình luận cái gì nữa bà Ngân á. Bà không chốt rồi mấy chị này bà chốt hết luôn. Có áo xanh lá non số 5 không em? Áo xanh lá non số 5 hả? Cục vàng có xanh lá đậm mà cục vàng ơi. Cục vàng ơi có xanh lá đậm mà chị không có xanh lá non cục vàng ơi. Em có đậm được không? Có đậm hả cục vàng? Dạ có, nhưng mà ví dụ như mình cách cũ mình cho em 5 con đang đăng nhập bên hệ thống á, em đi địa chỉ cũ cho mình, còn không có số alo nhập cái tên lên nó bị trùng tên chị không biết. Ví dụ như nhập Vũ Hiền lên hai ba chị Vũ Hiền không biết của chị nào. Phải có số alo 4 con đuôi hoặc 5 con đuôi em nhập lên mới được. Nó có xanh lá có con này được không chị? Có xanh lá đậm hả chị ơi? Chị Hiền ơi em có xanh lá đậm thôi không có non chị ơi. Nó còn lá già không được không bà? Nó còn lá già được không? Em còn lá già được không? Nó có con này xanh ngọc nè. Có con này xanh ngọc nè chị. Có con này xanh ngọc giùm em hai áo 150 luôn. Xanh ngọc. Đỏ đô hả? Đỏ đô có. Có đỏ đô. Đỏ đô có nha cục vàng. Đây chị. Em lên size 5 chị ưng con này thì chốt con đó giùm em nha. Đó, em có đỏ đô nè. Hai áo là 150 miễn ship giùm em nha. Đỏ đô giùm em ha. Đỏ đô. Rồi em có cho chị là con xanh lá đậm luôn. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. À lấy con quần đen hả chị? Dạ rồi để em cầm con quần đen cho chị. Rồi em cầm cho chị thêm con quần đen nè. Vậy là một bộ là 130 đó chị. Một bộ là 130 đó cục vàng. Dạ à, em có cho mình là con xanh coban. Xanh coban giùm em. Xanh coban nha. Xanh coban giùm em nè. Xanh coban. Xanh lá đậm với đỏ đô hai áo. Dạ rồi. Lên cái này giùm em cái Hiền. Để coi chị Hiền có số alo chưa cái. Có nhiều chị có rồi luôn rồi. Ok chị Hiền có luôn rồi chị. Có luôn Hiền ơi khỏi lên chị ơi. Có rồi chị. Có nha chị Hiền ơi. Chị Hiền số 5. Em chốt mình xanh lá đậm nè. Bỏ đô giùm em hai áo nha chị Hiền ơi. Hai áo là 150 miễn ship nha mấy cục vàng ơi. Trời ơi bên lúc trước bán 90 đó mấy chị ơi. Có rồi chị Hiền em mới lấy được con này nè. 72 đuôi nè đúng rồi nè. 72 đúng rồi nè chị.
Ok mấy chị nha, cảm ơn mấy chị. Chị nào có lấy quần bình luận quần giùm em nha mấy chị ơi. Có lấy quần bình luận quần giùm em nha. Mai mốt mua máy chạy viền có trông đẹp hơn. À vậy hả, chị nhìn nó sang hơn phải không cục vàng? Có viền mặc ra nhìn nó sang hơn phải không cục vàng ơi? Dạ. Rồi em có tím cà nè. Trời ơi tím cà đẹp lắm mấy chị ơi. Có lấy tím cà thêm không chị Hiền? Tím cà đẹp lắm. Trời ơi hồi nãy mặc lên sang lắm luôn, có quần luôn á. Chị nào có lấy quần báo em nha. Đó, chị nữa ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Tím cà mấy chị. Tím cà giùm em nha. Hai áo là 150 hỗ trợ miền vận chuyển, hai bộ là 250 cành hỗ trợ miền vận chuyển luôn. Chị nào mua một áo hoặc là một bộ mình cộng phí vận chuyển 20 giùm em nha mấy chị ơi nha. Mình mua một bộ thì cộng phí vận chuyển 20 giùm em ha. Rồi tím quế giùm em mấy chị ơi, tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế giùm em luôn ha. Con xanh lá là còn xây 2 thôi, xanh lá non còn xây 2 cho mấy chị. Xanh lá non giùm em. Xanh lá non. Xanh coban giùm em, chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Xanh coban nha. Xanh coban giùm em. Con này bình luận giùm em con xanh lá đậm. Chị nào mua hàng bên em quà biết chất liệu vải bên em ha, bao đẹp, bao mát. Rất là nhẹ nhàng giùm em luôn. Đó, xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Khỏi mai, khỏi cắt, khỏi mất tiền công luôn mấy chị ơi. Có bộ đồ gì có 130, mình mua bộ đồ này về mình mặc khỏi cần mai, khỏi cần cắt. Mặc lên là ôm form tôn dáng giùm em luôn đó. Mẫu đang mặc cho mấy chị luôn nha. Mẫu size 2 đó, em đang mặc size 2 đó. Chị nào dốc người thon thon gọn gọn giống như em chốt size 2 giùm em là bao đẹp nha mấy chị ha. Cho chị xem màu xanh lá đậm cổ tròn. Cổ tròn không có xanh lá đậm. Cổ tròn không có xanh lá đậm chị. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em nha. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Cổ tròn không có xanh lá đậm cục vàng ơi. Cổ tròn nó có xanh xanh. Cổ tròn nó có cho mình là cổ tròn có màu đen nè chị lấy không? Cổ tròn em có đen chị lấy được không? Có màu đen nè. Không có xanh lá đậm. Nè, em có màu đen cổ tròn chị có lấy không? Quần tím luôn, có lấy quần tím không? Em có quần tím luôn nè, có lấy quần tím không chị? Em có quần tím cà luôn, có lấy không? Mặc nguyên bộ cho đẹp. Nãy như lấy tím cà đúng không? Có quần tím cà luôn. Đó. Có quần tím cà luôn nè chị. Có quần tím cà giùm em luôn. Muốn mặc cùng màu thì bình luận cùng màu đi em lên cho. Một bộ có 130 thôi, hai bộ là 250, bên em hỗ trợ miền vận chuyển. Chị nào muốn lấy quần thêm thì báo em nha. Nhiêu tiền? Một bộ là 130 giùm em, hồi nãy chị lấy áo rồi phải không? Bây giờ bắt bộ vô giùm em đi, bộ 130, hai bộ 250. Hai còn có quần em bán lẻ mình ơi, nó là 60 quần màu lận, quần màu 60 lận chị. Chị lấy đi em bắt bộ vô cho giá nó hời hơn cục vàng. Em bắt bộ vô giá nó hời hơn. Cái quần đi lẻ mình ơi, nó lặn cho 60 quần lận. Dạ cái quần đi lẻ, cái quần hả? Bây giờ hồi nãy chị lấy hai áo phải không? Hai áo, hai áo mà vậy em bắt bộ vô cho chị là một bộ là 130 với cái áo kia 80. Một bộ là 130 với cái áo kia 80 ha, hỗ trợ miền vận chuyển luôn. Hát chị ơi. Là 230 đó, 230 hỗ trợ miền vận chuyển đó chị. Em bắt bộ vô cho chị luôn cho nó rẻ. Cho nó rẻ chút xíu ha. Rồi em lên lại bảng màu cho mấy chị nha. Con này em có cho mấy chị là con tím quế. Chị nào ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế.
tím quế giùm em nha. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cầm mấy chị ơi. Nói chị nào ưng màu đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em nè. Chị Ngân là bắt kêu mặc màu đỏ ớt cho bả xong bắt đầu mất tiêu luôn. Bà Ngân nè. Bà Ngân bắt đầu mất tiêu rồi. Rồi con này em có cho mình là con đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô nha, đỏ đô giùm em. Một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em ha. Rồi con này em có cho mình là con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em, ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em, xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em nha. Xanh coban giùm em luôn, ưng xanh coban bình luận giùm em xanh coban. Xanh coban giùm em mấy chị, ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em. Chị nào mua áo là hai áo 150 hỗ trợ miền vận chuyển ha. Chị nào mua bộ là bộ 130 giùm em, hai bộ 250 luôn. Đó, xanh lá non. Xanh lá non giùm em, xanh lá non còn size 2. Xanh lá non còn size 2 đi ngang chấm chấm thả tim thả like giùm em cái mấy chị ơi tương tác giúp em cái ha. Thả lên giùm em cho được 1k tim nha mấy chị để bình luận mình nó không có bị ẩn mấy cục vàng ơi ha. Mình bình luận nó không có bị ẩn nha. Rồi màu tím quế giùm em nè, nó ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Tím quế nha, tím quế giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành giùm em nha. Rồi màu tím cà giùm em luôn, ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Chị nào ưng con tím cà bình luận giùm em con tím cà. Tím cà giùm em. Tím cà ha. Ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em mấy chị. Rồi con vàng giùm em. Chị nào ưng con vàng bình luận giùm em con vàng. Ưng vàng chốt vàng giùm em, vàng mặc giùm em quần trắng quần đen. Vàng giùm em, màu vàng mặc trẻ trung lắm mấy chị. Vàng giùm em. Rồi con này em có cho mấy chị là con tím nho. Chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em. Ưng tím nho chốt giùm em con tím nho nha mấy chị ơi. Tím nho giùm em. Tím nho ha. Đó rồi chị nào ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em. Qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu cho mấy chị nha. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình nha. Chị thêm một quần tím cà 70kg nữa và một áo nữa là. Dạ rồi, có gì bên đó bên khi mà nhân viên bên em gọi chốt lên, nhân viên bên em báo giá cho mình luôn. Không biết hồi nãy chị chốt mấy áo em quên rồi, hai áo ba áo gì em quên mất tiêu rồi. Hai áo ba áo gì em quên rồi. Hồi nãy em tính cho chị là hai áo một quần đó. Em tính chị nãy là hai áo một quần đó. Không biết chị chốt hai áo ba áo gì em quên rồi, em không nhớ nữa. Rồi khi nào nhân viên bên em gọi cho mình là bên em nếu như tính thêm một quần tím cà 70kg nữa là quần tím cà size 5 và một cái áo nữa là tổng cộng là 210 hà. Dạ, không biết hồi nãy chốt mấy áo nữa. Có gì em nhắn cho mình, có gì em nhắn cho mình nha. Tại vì em không biết mình chốt mấy áo nữa, nếu như mà vậy là đúng rồi đó chị. Lên cho mấy chị cái quần trắng đi. Rồi em lên cho mấy cục vàng là con màu tím nho giùm em. Rồi em lên cho mấy chị là màu tím nho nha mấy chị. Chị nữ ứng tím nho chốt tím nho giùm em nè. Hai áo là 150. Đúng không? Hai áo là nếu như tính hai áo là 150 cái quần màu 60 nó giùm em. Hai áo là 150 cái quần màu 60 giùm em. Nha. Đúng rồi. Tính ăn gian mà ăn gian không được thì thôi. Đó, tính ăn gian mà ăn gian không được thì thôi ha. Rồi em cộng mình con quần tím cà đó nha chị Vũ Hiền. Dạ đúng rồi chị, đúng rồi đó cục vàng. Em tính ăn gian mà ăn gian không được thì thôi. Vũ Hiền, em chốt cho mình con quần tím cà. Rồi cái này
này bình luận giùm em là con tím nho giùm em, chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em. Một bộ là 130 giùm em ha, hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị. Chị nào lấy áo hai áo là 150 giùm em ha, hai áo là 150 giùm em, hỗ trợ miền vận chuyển luôn, đẹp lắm mấy chị ơi. Đó, chị nào ưng con tím nho chốt tím nho giùm em nha. Ưng tím nho bình luận giùm em con tím nho. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi chị. Dạ, em tính ăn gian mà ăn gian không được, bỏ ha cục vàng ơi. Đó, chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em nha. Rồi lên màu cho mấy chị nè. Màu này em có cho mấy chị là màu đỏ, đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em, ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt nha, đỏ ớt giùm em. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu vàng. Chị nào ưng con vàng bình luận giùm em con vàng. Ưng vàng chốt vàng giùm em ha. Vàng giùm em. Vàng nha. Vàng giùm em. Rồi con này em có cho mình là màu tím cà. Chị nào ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà mấy chị. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Chất liệu vải là thun la dông Hàn Quốc, co giãn giùm em nha. Nó ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em nha mấy chị. Rồi màu tím quế giùm em luôn, ưng tím quế chốt giùm em con tím quế nè. Nó chị nào ưng tím quế bình luận giùm em tím quế nha. Ưng tím quế bình luận tím quế giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em, chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em. Chị nào muốn trẻ chung chốt giùm em con quần trắng nè mấy chị. Chốt quần trắng giùm em, mặc bao trẻ cho mình luôn ha. Rồi con này bình luận giùm cho em là con xanh lá non. Xanh lá non giùm em, xanh lá non còn cái áo này size 2 cho mấy chị. Xanh lá non giùm em ha. Xanh lá non giùm em, Xuân Kiều con vàng thiêu size 2. Vàng thiêu size 2 hả Xuân Kiều ơi, hình như hết size 2 rồi Xuân Kiều. Con vàng em hết size 2 rồi, nó còn size 3 hả Xuân Kiều ơi. Em còn size 3 thôi chị Xuân Kiều ơi, được không? Còn size 3 thôi chị, size 2 hết trơn rồi. Size 2 nó còn là màu đỏ ớt, màu đỏ ớt, màu tím quế, màu xanh coban. Hết trơn à, hết vàng size 2 nha. Size 3 được không? Size 3 được, em chốt cho. Xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận giùm em con xanh coban nè. Xanh coban giùm em ha, xanh coban. Ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em nha mấy chị. Rồi xanh lá đậm giùm em. Ưng xanh lá đậm bình luận giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em ha. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Rồi đỏ đô giùm em luôn. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Xuân Kiều lấy size 3 được không chị Xuân Kiều ơi? Size 3 được không chị? Tím quế nè còn size 2 nè. Tím quế còn size 2 nè. Có ưng được thì chốt ủng hộ giùm em. Tím quế giùm em. Tím quế ha. Tím quế giùm em luôn. Hai áo là 150 hỗ trợ miền vận chuyển luôn. Chị nào lấy nguyên một bộ là 130 giùm em nha. Màu số 2 em còn có mấy màu hả chị ơi? Còn xanh coban, còn xanh lá non, tím quế, đỏ ớt giùm em thôi. Rồi đỏ đô giùm em, ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em nha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em mấy chị. Rồi màu xanh lá đậm giùm em, ưng xanh lá đậm chốt giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm nhân mẫu này là mẫu thêu giùm em mấy cục vàng ơi, mẫu là mẫu thêu giùm em nha. Rồi xanh coban giùm em. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Xanh coban quần cùng màu áo. Dạ cùng chị ơi, dạ cùng. Có cái mẫu này là em không có quần, em phối quần trắng cho chị thôi. Cái áo này không có quần nha. Màu xanh này cũng không có quần luôn, màu vàng không có quần. Còn lại bao nhiêu là có quần hết. Màu vàng không có quần luôn. Chỉ có hai màu này, ba màu này là không có quần. Ba màu này là không có quần. Mặc quần đen, quần trắng giùm em. Còn lại em lên là có quần hết cho chị. Có quần hết cho chị nha. Em lên lại màu nè. Chị Hiền Hiền ơi, chị mặc size bao nhiêu vậy chị Hiền? Chị Hiền ơi, chị mặc size bao nhiêu? Em lên màu đúng size của chị, lựa luôn cho chị lựa luôn. Tím quế giùm em. Đó, có quần luôn nha mấy chị ơi. Quần cùng màu giải luôn.
tím quế giùm em nè, size 3 hả chị? Dạ rồi. Size 3 ha, dạ ưng xem ưng màu nào chốt giùm em nha. Tím quế giùm em. Tím quế chị cao mét bao nhiêu chị Hiền ơi? Mình tròn người không? Tròn người thì mình tăng size, còn mình gọn người thì mình cứ chốt phân chuẩn nha, bên em tư vấn nha. Rồi tím cà giùm em. Tím cà. Tím cà giùm em ha, ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Tím cà một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển nha. Rồi màu đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt có hồng sen nữa mấy chị. Hồng sen giùm em. Hồng sen giùm em, size 3 nó còn nhiều màu lắm á chị. Hồng sen giùm em. Hồng sen, ưng hồng sen, bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em ha. Xanh coban giùm em. Xanh coban. Xanh coban giùm em nè. Xanh coban chị Hiền xem màu nào ưng chốt giùm em nha chị. Rồi màu này em có cho mình là màu xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em, ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Màu vàng có số 5 không? Dạ có. Có size 5 ơi, màu vàng hả chị? Dạ. Màu vàng. Màu vàng hình như hết size 5, còn size 4 à. Để em hỏi nó còn không. Chị ơi nhìn giùm em coi con vàng mà thiêu á, nó tay dài còn size 5 không chị? Con vàng thiêu tay dài còn size 5 không? Màu tím cà còn size bao nhiêu chị ơi? Cộng size giùm em đi mấy chị. Cộng size giùm em nha. Đỏ đô giùm em nè. Đỏ đô. Chị mặc size bao nhiêu chị Vô Vi ơi? Chị Vô Vi mặc tím cà size nhiêu vậy chị? Cho em xin cái size đang mặc nha. Tím cà này em còn size cho chị á, size số 2 ha. Tím cà size 2 ha cục vàng ơi. Tím cà này còn size 3 à cục vàng. Hơi rộng chút được không? Còn size 3 hả chị? Chị Vô Vi ơi, còn size 3 hả chị? Size 3 hả Vô Vi ơi, chị bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký Vô Vi ơi? Nếu như chị 55 ký mà chị cao 1m50 mấy là chị mặc được giùm em size 3. Tại vì size 3 là từ 55-60 kg ha. Còn chị khoảng 50-52-53 thì mặc cái này hơi rộng chị. Hơi rộng. À 55 mặc size 3 được chị. Tại vì từ size 3 là từ 55-60 kg là mặc được size 3 giùm em. Còn khoảng 52-53 mặc cái này bị rộng. Dạ có nha. Có màu tím cà size 3 cho mình luôn hả chị? Dạ có. Đó chị có ưng mình lên số alo giùm em cái ha. Tím cà có quần cho mình luôn nha. Em có quần cho mấy chị luôn. Có quần luôn nè. Đó. Em có quần cho mình luôn ha. Có quần cho mấy chị luôn. Đó chị nào có ưng thì bình luận. Bộ thì bình luận bộ giùm em. Còn áo thì bình luận áo giùm em nha. Quần ống 25 ống dừa mặc giùm em. Chị Xuân Kiều đỏ ớt thiêu size 5, màu vàng thiêu size 3. Dạ rồi, đỏ ớt thiêu size 5, màu vàng thiêu size 3. Rồi ok Xuân Kiều nè. Dạ. Thấy hai em còn có mấy màu à? Dạ ok chị Xuân Kiều nha. Dạ. Quần em mặc con quần trắng nè. Mặc quần trắng giùm em đi, không có màu quần này chị. Không có màu quần này cục vàng ơi. Lấy cho em một bộ tím cà đó số 3. Dạ rồi chị Vô Vi lên số alo giùm em nha. Chị Vô Vi ơi, chị Vô Vi lên số alo giùm em nha chị. Bỏ con không đầu lên 9 con giùm em chị Vô Vi ơi. Chị Vô Vi lên số alo giùm em ha. Bỏ con không đầu lên 9 con giùm em đi chị. À, chị Tuyết Nguyễn nè. Tím cà một bộ với hồng sen. Lấy cái quần đen size số 3. Hồng sen.
hồng sen lấy cái hồng tím cà là lấy bộ, hồng sen là lấy quần đen, ok cục vàng. Dạ, size 3 cho chị. Tím cà. Ok chị ha. Cặp quần đen. Ok chị nha. Ok chị Tím Nguyễn em chốt cho mình nè, hai bộ. Tím cà lấy nguyên một bộ, còn hồng sen lấy cái quần đen. Dạ quần tím có quần 25 hả cục vàng ơi, không có quần to nữa đâu chị. Quần màu là em chỉ có quần ống 25 cho mấy chị thôi, không có quần to nha cục vàng, chỉ có quần đen mới có một quần to thôi chị. Dạ ok chị Tuyết Nguyễn em chốt cho mình hai bộ nha cục vàng ơi. Dục ok chị Vo Vi em thấy nè. Ok chị Vo Vi em thấy số chị Vo Vi nha. Chị Vô Vi chốt thêm. Dạ một bộ là 130 cộng phí vận chuyển 20 là 150 giùm em chị. Cho chị lấy cái màu vàng số 4 đổi xanh lá đậm số 5 nha em hồi nãy. Giờ lấy màu vàng số 4 đổi xanh lá đậm số 5 hả? Vàng số 4 em hết trơn rồi. Vàng số vàng còn số. À vàng số 4 còn con nè. Còn con để em đổi cho. Để em đổi cho chị. Chị Hiền. Chị Hiền nè. Đổi số 4 nha. Hai bộ là ba, hai bộ là 250 cành, em hỗ trợ miệng vận chuyển chị Vô Vi ơi. Hỗ trợ miệng vận chuyển chị Vô Vi ơi. Rồi bỏ con xanh lá đậm ra nè. Bỏ con vàng số 4 cho chị Hiền nè. Em đổi rồi đó nghe Hiền ơi. Mấy bà đổi đổi rồi em đi không luôn mấy bà. Hai bộ là 250 cành, em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Rồi lên màu lại nè mấy cục vàng ơi. Mấy cục vàng ơi, mấy cục vàng à. Rồi lên nha mấy chị, bắt đầu lên màu lại nha. Nãy giờ em đi không mấy bà. Đó chị nào ưng tím nho chốt tím nho giùm em nè. Con này em có cho mấy chị con tím cà. Ưng tím cà bình luận tím cà giùm em. Tím cà nha, ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành, hỗ trợ miền vận chuyển tới nhà cho mấy chị luôn nha. Rồi con tím quế nè, ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Tím quế này còn số 2 thôi mấy chị yêu ơi. Tím quế còn số 2 à, chị nào gọn gọn thông thông mặc số 2 giùm em đi mấy chị. Rồi con này bình luận giùm em là con đỏ đô. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô nha, đỏ đô mẫu với mẫu là có quần đó mấy chị ơi, có quần nha. Chị nào muốn mặc quần cùng màu thì bình luận giùm em nha mấy chị ơi. Đó. Rồi xanh lá đậm giùm em. Ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em nha, một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em ha. Rồi xanh coban luôn, ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nè. Đó, chị nào ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em. Xanh coban hai áo. Đúng rồi, hai áo 150 Xuân Kiều ơi, hai áo 150 chị. Dạ. Hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Cái quần á, mà cái quần màu em đi lẻ là 60 quần rồi đó mấy chị. Em bắt vô bán tri ân cho mấy chị hôm nay luôn. Chắc em bán hôm nay thôi. Bán hôm nay thôi mấy chị ơi, ngày mai không có bán nữa, bán nữa là chắc em đi Bình Dương luôn quá. Rồi đỏ đô, đỏ ớt giùm em. Ưng đỏ ớt bình
quế giùm em. Tím quế có áo bà ba đính cho. Tím cà. Tím cà giùm em chị Nụ Ưng, tím cà chốt, tím cà giùm em cục vàng ơi, tím cà giùm em nha. Hôm qua màu này nha mấy chị. Chị nào ưng chốt ủng hộ giùm em màu tím á nho là đẹp nè. Có nó nhớ mãi ơi. Nhớ mãi khách cũ của anh em nè. Em nhớ chị mãi luôn á. Đó. Size 4 hả? Màu da không có. Không có màu da rồi, màu kem là không có rồi đó chị. Không có màu kem nha. Màu khác thì có. Màu kem lâu lâu nó mới về thôi chị ơi, nó không có về hoài. Không có một con hai con gì em bán hết rồi. Hết rồi chị ơi, không có kem nha. Nên tím cà nè. Dạ. Không có cục vàng. Mặc cái này đi cục vàng. Cái này đẹp nè. Rồi lên tím cà mấy chị. Chị nướng tím cà, chốt tím cà giùm em một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em nha. Chị Hiền Hiền. Chị Hiền Hiền không thấy bình luận á. Bình luận chị Hiền bị ẩn kìa, chấm chấm kìa. Bị ẩn á chị Hiền ơi. Chị Hiền Hiền nè. Chị Hiền Hiền bình luận màu đó giùm em đi. Màu sai giùm em đi chị. Bình luận ẩn á không phải, em không chốt đâu mấy bà chỗ trong mấy chị chốt chết luôn vậy. Bình luận ẩn á, của chị mới ẩn chấm chấm đó. Chị bình luận màu giùm em đi chị Hiền. Màu bình luận màu đó giùm em đi cục vàng. Chị Hiền của em nè. Trời ơi trong mấy chị chốt chết luôn mấy bà. Em trong mấy chị còn hơn cái gì đó. Bình luận chị Hiền bị ẩn. Bộ xanh lá đậm số 3. Rồi xanh lá đậm số 3 với màu nào chị? Với màu nào nữa chị Hiền? Còn màu nữa nè. Tổng có quần xanh lá nè. Bộ tím quế số 3. Tím quế số 3 hả? Rồi ok. Chị Hiền Hiền ơi, chị cao mét bao nhiêu vậy? Chị Hiền Hiền cao mét bao nhiêu vậy Hiền? Chị Hiền cao mét bao nhiêu? Mét 6 không? Em còn cái này số 2. Số 2 mét 6 là ok giùm em. Gọn người là mặc ok được size 2 giùm em. Tại vì em mặc size 2 nó hơi rộng. Em nó nhỏ, em mặc size 2 hơi rộng. Còn size 2 thôi. Còn có bụng thì mặc size 2 không vừa. Gọn người mặc vừa giùm em size 2 nó thiệt. Nói chung bán là nó thiệt mấy chị. Còn số 2 thôi ha. Chất liệu vải là co giãn 4 chiều giùm em. Nếu như chị gọn người là chị mặc được giùm em. Chị nhiêu ký? Dạ, size 2 cũng đúng. Tại vì em nè, em mặc số 1, số 2 vậy em mặc cũng được trơn á. Em nói thiệt, số 1, số 2 vậy em cũng mặc cũng được. Tại vì em có 70 à. Rồi em chốt cho mình con tiếng quế số 3, số 2 ha. Ok chị. Nhưng mà cái quần là em lấy số 3 cho mình luôn rồi. Lấy số 2 đặng em biết nè. Cái quần lấy số 2 hay số 3 đặng em biết em lấy luôn. Tại, ủa vậy hả? Trời ơi, cũng dữ lắm á. Cũng dữ lắm á. Là cái quần lấy số 2 hay số 3 em lấy cho. Lấy số 2 hay số 3 rồi em lấy nè. Quần tím quế nè. À số 3 ha. Mông to. À rồi số 2 ha. Mông size 2 luôn. Chị lên số alo giùm em chưa Hiền? Hiền ơi chị lên số alo giùm em chưa? Chị Hiền lên số. Hiền Hiền nè. Chị Hiền Hiền lên số alo giùm em nha. Rồi bộ xanh lá đậm là số 3 nè. Chị Hiền Hiền lên số alo giùm em nha chị. Chị Vivo chị bình luận em gì vậy? Để em đọc cái Vivo. Em nãy mua một bộ tím cà với số 3, với lấy thêm một bộ màu hồng số 3 luôn. Một bộ màu hồng số 3 luôn á Vivo. Ok chị Vivo. Ok chị Vivo nè. Em chốt. Ok chị Hiền em thấy số nè Hiền ơi. Hiền Hiền. Chị là chị Hiền Hiền. Rồi em có một chị Hiền nữa. Nãy giờ em bán toàn là hai ba chị Hiền không nha. Hiền dữ không? Hả? Rồi ok chị Hiền Hiền. Chị Hiền Hiền có đơn nè. Chị Vivo lấy thêm một bộ màu tím số 3 nè. Ở lộn quần hồng. Bộ hồng. Em tào lao không? Hồng số 3. Rồi ok chị nè. Hai bộ là 250 em miễn ship nha mấy chị ơi. Nhận hàng kiểm hàng giùm em ha. Rồi ok chị Vivo. Số 2. Có chút xíu mà chị. Tầm khoảng 2 phân à.
em mặc số 1 cũng được mà em mặc số 2 cũng được luôn. Dạ, tại vì dốc người của chị em mình gọn, mình giật sai được cho em không sao hết trơn. Còn có bụng là em không dám nha, có bụng là không dám kêu giật sai đâu. Giật sai gì mới bảo mặt bị ôm đai em chết. Được chị, không sao chứ Hiền ơi. Rồi em lên màu nha mấy chị. Cái quần đỏ ớt size 5. Dạ rồi chị Xuân Kiều, cái quần đỏ ớt size 5. Ok chị Xuân Kiều. Quần đỏ ớt size 5. Ok chị nè. Rồi con này em một bộ màu tím size 3. Giờ tím còn size 2 không mà cục vàng ơi. Giờ cục vàng lấy tím cà, tím này được không? Tím cà được không cục vàng? Tím cà có size 3 nè, tím quế còn có cái size 2 à. Tím quế còn cái size 2 hả chị? Lấy tím em đang mặc cái gì? Tím em đang mặc cái gì cục vàng? Với tím nho. Tím nho giùm em nè. Tím nho. Chị ơi, chị mặc cái tím em đang mặc cái gì chị? Tím đang mặc thì nó có size 3 nha chị. Còn tím quế em còn có cái size 2 thôi cục vàng. Chị đang lấy tím nào? Tại vì có tím cà và tím quế á. Rồi đỏ ớt giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, nhận hàng kiểm hàng giùm em đi mấy chị, đẹp dữ lắm. Đẹp xuất sắc luôn, khỏi mai, khỏi cắt, khỏi mất tiền công luôn mấy cục vàng ơi ha. Khỏi mất tiền công luôn. Có bộ đồ có 130, hai bộ 250 như có 125.000 bộ à. Mua về mặc giùm em đi mấy chị, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi đỏ đỏ đô đỏ ớt giùm em. Chị nào ưng con đỏ, chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nha. Đỏ ớt giùm em nè. Đỏ ớt cái chị gì đó, cái chị gì một bộ màu tím quế size 3 đó, bình luận giùm em cái đi chị ơi. Chị bình luận giùm em chị mua tím nào. Tím cà thì nó còn, tím quế hết size 3 nha chị. Rồi con này em có cho mấy chị là con hồng sen. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận giùm em con hồng sen này mấy chị ơi. Hồng sen giùm em nha. Hồng sen à. Rồi chị lên số alo giùm em cái đi, chốt chuyện bộ tím cà. Dạ lên số alo giùm em cái nha. Em chốt cho bà bộ này luôn. Bộ em đang mặc size 3 nè. Bỏ con không đầu lên 9 con giùm em nha chị. Chị này chị Thúy Nguyễn Thị Thu Thu Sáu gì? Thứ Sáu hả? Lên số alo giùm em nha chị. Bỏ con không đầu lên 9 con đằng sau giùm em. Một bộ là 130 cộng phí vận chuyển, hai bộ là 250 cầm nên em hỗ trợ mình vận chuyển nha. Đó, chốt lên để riêng cho chị rồi đó. Chốt lên số alo giùm em. Có số alo em mới chốt nha, không có số alo em không chốt nha chị ơi. Bỏ con không đầu lên 9 con đằng sau giùm em mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị con xanh coban. Chị nào ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nha. Ủa? Cái số alo gì ngộ vậy? Số alo gì mà 2 năm bà? Lên lại giùm em mấy chị ơi, bị sai rồi đó. Lên lại giùm em đi, cho sai là không chốt được nha mấy cục vàng ơi. Gọi không có được là không có chốt đơn được đó mấy cục vàng. Nhìn là chắc biết sai rồi đó. Số sai rồi đó chị ơi, lên lại giùm em đi bà ơi. Chị Huệ Hoàng, bộ mặt có đỏ đô không em? Dạ có, bộ mặt có đỏ đô. Chị mặc sai nhiêu vậy chị? Mấy chị cho em xin cái sai đi. Dạ màu đen không có cục vàng ơi, mẫu nó hết chân đen rồi chị. Chị Huệ Hoàng ơi, chị mặc sai bao nhiêu? Đỏ đô em có đó cục vàng. Đó cục vàng mặc sai nhiêu bình luận giùm em cái. Mà này màu xanh coban giùm em nè. Chị gì nè? Chị gì lên số lại giùm em đi chị ơi. Chị Thùy Nguyễn nè. Chị Thùy Nguyễn cái gì thu gì chị gì 611 nè. Lên số alo lại giùm em đi. Cái số của chị sao nó lạ quá vậy? Số gì mà 2 năm đầu bà. Chị cho sai em rồi đó. 48kg hả? Cái mẫu này em nhận sai là 50kg đổ lên. 48kg. 48kg mẫu này là em màu đỏ đô là nó còn cho mấy chị là size màu đỏ ớt thôi. Nếu như mặc size 2 là màu đỏ ớt. Tại vì em nhận sai là size 2 đổ lên, 50kg đổ lên. 50kg đổ lên em không có nhận. Chị tròn không? Nếu như chị tròn thì chị mặc được size 2 giùm em. Đó. Tròn thì mặc được size số 2 giùm em. Em còn số 2 màu đỏ ớt.
Còn ví dụ như mà chị gọn người á, chị gọn người mà chị gọn người mà chị muốn mặc cái màu đỏ ớt, em lên cho chị cái size này, cái mẫu này. Mẫu này em có màu đỏ đô nè, đỏ đô hoa sen. Nè. Mẫu này chị mặc ok nè. Đó, đỏ đô hoa sen nè chị, em có mẫu này cho chị được không? Đỏ đô hoa sen giùm em. Đỏ đô hoa sen nè, hả? Còn cái mẫu này thì em nhận size từ 50kg đổ lên. Chị Phương được mẫu này thì bình luận giùm em. Ok nè, có số lại không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng rồi nè. Số đúng rồi chị ơi. Cộng quần tím. Dạ. 85kg không nhận size gái Nguyễn ơi. 85kg em không nhận size chị ơi. Em nhận size tới 72kg là mấy cục vàng ơi. Chị Huệ Hoàng. Chị Huệ Hoàng 48kg mẫu này không có nha chị. Cho xem bộ màu đỏ ở sau lưng đi em. Bộ màu đỏ sau lưng em ha, bộ này ha chị. Bộ này phải không chị? Bộ này đúng không cục vàng ơi? Dạ bộ này cũng 130, bộ 2 bộ 250 giùm em luôn. Đó chị. Cổ tim, cổ tim giùm em dạ. Bộ này 132, bộ 250 nè. Cái này có số 2 đó chị. Bộ này em có số 2 cho chị nha. Có số 2. Rồi em lên lại màu cho mấy chị nha. Chị nữa ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em mấy chị. Ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em. Em có con là đỏ đô số 1 nè. Chị có ưng thôi em chốt cho mình. Em có con là đỏ đô số 1 nè. Cái này chị mặc bao đẹp luôn. Cổ vuông giùm em. Cổ vuông tay nhúng giùm em đẹp lắm. Còn con này hả? Có chốt thì em chốt cho mình ha. Cái này 80 áo giùm em. 80 một áo chất liệu vải. Nó giống y chang như vải em đang mặc cho chị luôn á. Còn chị muốn mua bộ em có nguyên một bộ đỏ đô luôn. Chị muốn mua bộ em có nguyên bộ đỏ đô cho chị luôn. Đó. Chị muốn mua bộ là em có nguyên một bộ đỏ đô về cho mình luôn nè. Có hai mẫu ha. Đỏ đô mẫu này nữa. Chị muốn mua nguyên một bộ đỏ đô, em chốt đỏ đô có size 1 cho mình luôn. Size 1 là size nhỏ nhất cho chị luôn á. Đó. Chị Phương thì em chốt cho. Chị ăn mi ơi. Chị ăn mi ưng được cái đó không? Chị ăn mi ưng được cái bộ đó bình luận giùm em. Áo đỏ bao nhiêu? Áo hai áo là áo đi lẻ một áo là 80 giùm em cộng phí vận chuyển 20. Còn chị mua hai áo là 150 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển luôn chị. Chị Mỹ Ngọc ơi, còn mình mua nguyên một bộ giống như em đang mặc gì là 130 một bộ. Hai bộ là 250 cành em hỗ trợ miền vận chuyển luôn. Em lại đi, chị tròn. Rồi ok, đợi em cái nha. Like lại cái màu cổ tim á phải không? Dạ. Tay ngắn hả? Tay ngắn hả chị? Tay ngắn thì em có mẫu này cổ vuông nè. Tay ngắn có mẫu này cổ vuông, chị mặc size bao nhiêu? Đó, tay ngắn có mẫu này cổ vuông cũng hai áo 150 luôn, em chốt theo size. Em chốt theo size nha. Chị thích tay dài như áo em đang mặc, thấy mẫu kia cổ rộng quá. Chị ưng được cái này không? Này giống mẫu em đang mặc nè. Chị ưng được cái này không em lên cho. Này chị. Rồi em biết rồi, để từ từ em lên cho. Đó. Cổ này giống y chang như em đang mặc, nhưng nó là con hàng ép nhiệt giùm em. Đỏ đô luôn. Nó là hàng ép nhiệt giùm em. Mẫu này chị mặc được nè. Mẫu này chị mặc được nè chị. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô mẫu đó chị mặc ok đó. Em có màu đó, màu đỏ đô đó. Chị có ưng thì em chốt cho. Rồi để em lên size 2 cho chị. Đợi em cái cục vàng ơi. Em có mà.
xanh cổ dịch. Em có màu hồng sen và màu đỏ ớt. Em có 4 màu hả chị? Nè, màu này bình luận là màu đỏ ớt giùm em số 2 nha. Số 2 50-55kg giùm em. Đỏ ớt giùm em nè. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Xanh cổ dịch. Xanh cổ dịch giùm em. Và con này bình luận giùm em con hồng sen. Ống quần 25 chị ơi. Đồ màu đa số là em mai cho mình toàn bộ là ống 25 hết. Ống như em đang mặc kìa nè chị. Ống như em đang mặc kìa nè ha. Ống 25 hết giùm em. Nó mẫu này có 4 màu thôi. Còn 4 màu đỏ ớt nè chị ơi. Đỏ ớt giùm em. Đỏ đô giùm em. Xanh cổ vịt giùm em. Và con này bình luận là con hồng sen. Hồng sen giùm em còn 4 màu cho chị nha. Còn 4 màu. Ưng được màu nào bình luận giùm em. Lấy đợi đồ em mặc ha. Rồi ok. Em lên lại nha. Ha, em lộn chị với chị Mỹ Ngọc. Rồi màu này em có cho mình là màu đỏ đô, đỏ ớt. Chị nào ưng con đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nha. Ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt ha. Đỏ ớt giùm em. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Nó màu hồng sen giùm em. Chị nào ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em nha. Hồng sen. Hồng sen giùm em ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Màu tím nho nè, mặc quần trắng quần đen giùm em. Tím nho không có quần cùng màu, mặc quần trắng quần đen giùm em. Xanh cổ à, xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em nha. Xanh lá đậm là cái này có quần cho mình luôn nha mấy chị. Rồi màu này bình luận giùm em là màu đỏ đô. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Rồi màu tím quế. Tím quế giùm em. Ưng tím quế bình luận giùm em con tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế. Tím cà giùm em. Tím cà. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em. Tím cà. Tím cà giùm em. Tím cà còn 4 năm nha mấy chị ơi. Tím cà này em còn 4 năm thôi mấy cục vàng ơi. Tím cà còn 4 năm cho mấy chị ha. Ưng được màu nào bình luận giùm em chị An Ni ơi. Chị An Ni nè. Chị An Ni ưng được màu nào bình luận giùm em. Chị Mỹ Ngọc ơi được không chị ơi, được màu nào chị? Có cổ vuông nữa nè. Em có cổ vuông luôn, chị được ưng cổ vuông, chốt cổ vuông giùm em. Có size 2 luôn. Chị An Ni ưng được màu nào bình luận giùm em nha cục vàng. Màu đang lên là màu xanh coban. Đó. Em có cái mẫu này xanh lá mà nó không có quần. Cái mẫu này không có quần nha, có quần trắng quần đen thôi, size 2 nè. Nó con này có size 2 cho mấy chị. Xanh lá non giùm em. Xanh lá non. Vàng giùm em. Vàng. Ưng vàng bình luận vàng giùm em. Vàng ha. Cái mẫu này không có quần nha, quần trắng quần đen giùm em. À, ưng được con nào bình luận giùm em nha mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh mấy chị ơi ha, xinh lung linh giùm em. Nhận hàng mấy chị được kiểm hàng giùm em nha. Nhận hàng kiểm hàng giùm em nha mấy chị. Một bộ là 130, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miễn vận chuyển ha. Cho mình là màu đỏ đô. Chị nào ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em nha mấy chị. Chị nào ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em nè. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Đỏ đô giùm em ha. Ưng đỏ đô chốt đỏ đô giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha mấy chị ơi. Chị nào ưng đỏ đô chốt giùm em gái con đỏ đô nha mấy chị ơi. Đỏ đô giùm em. Hàng đang lên cho mấy chị là con hàng theo trực tiếp lên áo giùm em luôn.
trực tiếp lên áo giùm em luôn ha mấy chị. Đó, ưng đỏ đô, chốt đỏ đô giùm em, đẹp lắm mấy chị ơi. Nhận hàng được kiểm hàng giùm em luôn nha mấy chị, nhận hàng được kiểm hàng giùm em tay nè. Tay chạy đường viền hết cho mấy chị luôn, tay chạy đường viền cho mấy chị luôn nha. Rồi màu này em có cho mấy chị là con xanh coban. Chị nào ưng xanh coban bình luận xanh coban giùm em. Ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nè. Xanh coban giùm em. Xanh coban ha. Con này em có cho mình là con tím cà. Chị nào ưng tím cà bình luận tím cà giùm em. Ưng tím cà bình luận giùm em con tím cà nha. Tím cà giùm em. Tím cà. Con này em có cho mình là con tím quế. Chị nào ưng tím quế chốt tím quế giùm em. Tím quế này còn say 2 thôi mấy chị ơi. Tím quế còn say 2 cho mấy chị thôi. Tím quế. Con này em có cho mấy chị là con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm chốt xanh lá đậm giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình ha. Tím nho này mặc giùm em con quần trắng và con quần đen. Tím nho giùm em. Tím nho. Tím nho giùm em ha. Rồi con này em có cho mấy chị là con hồng sen. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em nha. Rồi đỏ ớt giùm em luôn. Chị nào ưng đỏ ớt chốt giùm em con đỏ ớt. Đỏ ớt giùm em ha. Ưng đỏ ớt chốt đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha mấy chị ơi. Đó, ưng được màu nào thì bình luận màu đó giùm em, hàng theo trực tiếp lên áo giùm em. Mẫu là chạy viền cho mấy chị luôn. Mẫu là em có chạy viền cho mình luôn nha. Bao sang xịn mịn cho mấy chị luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước ở thanh toán giùm em luôn ha. Rồi màu đang lên cho mấy chị là màu đỏ đô giùm em. Chị nữa ưng đỏ đô, chốt đỏ đô giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình ha. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em mấy chị. Có màu trắng không em? Dạ không, mẫu này không có màu trắng. Màu trắng mình qua mẫu khác giùm em được không? Màu trắng mình qua mẫu khác giùm em được không chị ơi? Cũng là cổ tim tay dài luôn, hàng ép nhiệt được không chị? Mẫu này được không chị yêu ơi? Mẫu này được không chị vàng ơi? Được thì em lên cho mình hai áo 150 hỗ trợ miền vận chuyển luôn chị. Chất liệu vải cũng vẫn là thun hàng giùm em luôn ha. Đó, mình đang mặc size bao nhiêu bình luận giùm em cái. Mẫu này không có làm màu trắng nha. Mẫu này không có làm màu trắng cục vàng ơi. Đó, cục vàng đang mặc size bao nhiêu chị Tâm Nho nè. Tâm Nho ơi, chị đang mặc size bao nhiêu vậy chị? Chị nếu như chị chịu hàng ép nhiệt thì em lên cho. Hàng ép nhiệt em có hoa cho mình. Có ép hoa vậy nè, là có màu trắng nha. Còn mẫu em đang mặc là không có màu trắng nha cục vàng ơi. Chị chịu hàng ép nhiệt thì em lên cho. Còn mẫu này là mẫu theo giùm em, không có màu trắng ha. Đó. Chị nào ưng được con này thì bình luận giùm em. Cái mẫu này mà màu trắng mà thêu lên nữa nó không có nổi mấy chị ơi. Nó không có nổi cái áo nên em không có làm màu trắng cho mấy chị. Màu trắng nó lên vậy nè chị. Trắng bên em là con trắng tinh giùm em nha. Trắng tinh chứ không phải trắng ngà nha mấy chị ơi. Đó, chị lên form vậy giùm em. Nè, trắng là nó giống vậy nè chị. Ha, đó. Trắng giống vậy giùm em luôn, lên hoa vậy nè chị. Đó. Chị mặc size bao nhiêu ơi chị Tâm Nho ơi? Chị Tâm Nho đang mặc size bao nhiêu? Chị Tâm Nho đang mặc size bao nhiêu chị? Cho em xin cái size đang mặc rồi lên số alo giùm em ha chị ơi. Cho em xin số alo rồi mình lên. Size M hả chị? Là chị bao nhiêu ký? Size M là chị bao nhiêu ký? Cho em xin cân nặng chiều cao đi cục vàng. Nhiều khi cái size của mấy chị mặc ngoài chợ nó khác. Của em 52 ký hả? 52 ký. 52 ký em còn màu đỏ ớt được không? Cái này em còn size 3 rồi. Cái này em còn size 3. Hạn thiêu rồi là em còn size 3. Còn không thì mình chốt giùm em là màu đỏ ớt được không? Đỏ ớt em có nè. Đỏ ớt em có số 2 cho chị luôn. Đỏ ớt ha. Em có cho mình là con
em có cho mình con tím quế. Tím quế giùm em. Tím quế có size 2 luôn chị. Xanh coban. Xanh coban có size 2 giùm em. Xanh coban có size 2. Với con xanh lá non này em có size 2 luôn, còn màu tím quế em hết trơn rồi. Ở lộn, màu đỏ đô em hết size 2 rồi chị. Nè, xanh lá non giùm em. Có quần trắng ống hay không? Quần trắng ống 30 Hiền ơi. Quần trắng ống 30 giùm em chị Hiền, không có ống 25, chị quần đen mới có ống 25. Em có con đỏ đô này số 2 nè, chị có ưng không em chốt cho. Dạ không, không có màu hồng guốc chị ơi, không có màu hồng guốc. Màu đỏ đô em có cái này chị ưng không? Mẫu này mẫu hoa sen nè, nè chị. Máy này cũng đẹp giùm em ha, em cũng đang mặc cho mình size 2 luôn á chị. Nó em cũng đang mặc cho chị size 2 luôn nè. Hoa sen giùm em. Chị ưng được màu đỏ đô này không em lên cho. Em chốt cho mình. Đỏ đô hoa sen giùm em. Nói chị ưng được con này không em chốt cho. Đỏ đô hoa sen giùm em. Đẹp lắm chị, con này đẹp nha. Đó, hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm em luôn, mặc trẻ chung giùm em luôn ha. Còn màu hồng guốc em không có. Có ưng được màu nào bình, có ưng được màu nào bình luận giùm em ha. Muốn thêu à? Thêu chọn chọn màu khác giùm em được không? Còn xanh coban nè. Xanh coban giùm em là còn thêu nè, size 2 cho chị, xanh coban. Màu tím quế. Tím quế màu này nè. Tím quế nè chị. Tím quế size 2 luôn. Tím quế. Tím quế giùm em. Với màu đỏ ớt à. Dạ chị ơi, một bộ là 130 giùm em chị. Một bộ là 130 giùm em. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt. Một bộ là 130, hai bộ 250 giùm em. Hồng ở đằng sau ở trên cành đó. Là màu này hả chị ơi, mẫu này mẫu bà lai chứ không phải đồ bộ theo nha. Hàng này hàng ép nhiệt giùm em. Mẫu này mẫu bà lai đi chùa giùm em ha. 150 một bộ mẫu này giùm em, hai bộ bên em hỗ trợ miền vận chuyển. Mẫu này là mẫu bà lai giùm em. Bà lai giùm em nha chị. Mẫu em đang lên cho mình là con ép nhiệt, chị nuôi ưng ép nhiệt chốt ép nhiệt em phối vô cho mình ha. Đồng giá là 130 bộ giùm em. Em ơi giao bà ba cho chị chưa? Chị đổ lon. Chị đổ lon rồi, nhưng bé làm đơn rồi đó chị. Em có nói cục vàng lắm làm đơn rồi đó. Size M không em? M có size 2. Có chị. Màu hồng cuốn nó có size 2 đó chị. Có nha. S là size 1, M là size 2. Cái đó là màu mẫu bà lai giùm em. Chất liệu phải là thun la dông Hàn Quốc giùm em chị ơi. Thun la dông Hàn Quốc giùm em ha. Rồi, chị lên số alo giùm em cái chị Tâm Nho ơi. Chị Tâm Nho lên số alo giùm em cái chất liệu vải thun hàng á chị, thun la dông Hàn Quốc nó đẹp lắm. Không nhão vải, không xù lông cho mấy chị nha, mặt thấm hút mồ hôi cực tốt giùm em luôn. Dạ bỏ không đầu lên 9 con đằng sau giùm em chị. Em lên cho mình màu đỏ ớt nè. Chị nụ ưng đỏ ớt, chốt đỏ ớt giùm em nha. Rồi ok chị Tâm Nho có một bộ. Mình mua hai bộ bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha chị. 150 một bộ giùm em mẫu bà lai ha. Ok chị nè. Nói chị nụ ưng đỏ ớt, chốt đỏ ớt giùm em. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Chị nụ ưng màu đỏ ớt, chốt giùm em màu đỏ ớt mấy chị. Rồi hồng sen giùm em. Chị nụ ưng hồng sen, bình luận hồng sen.
Hồng sen giùm em, hồng sen còn size 3 mấy chị ơi. Hồng sen còn size 3 cho mấy chị. Hồng sen nè. Ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em nha. Hồng sen. Rồi đỏ đô giùm em. Đỏ đô còn 2. Còn 3 4 5 cho mình. Đỏ đô giùm em. Đỏ đô bà ba có màu xanh vỏ đậu không hả? Nó có màu xanh lá à. Không có chị ơi. Không có màu xanh vỏ đậu nha. Có con xanh này được không? Xanh lá nè. Xanh lá non được không chị? Em có xanh lá non được không? Xanh lá non có mẫu thiêu cho mình. Xanh lá non có mẫu thiêu. Xanh lá non có mẫu thiêu cho chị. Còn không thì chị chốt được mẫu này không? Xanh cổ dịch nè. Xanh cổ dịch mẫu này cũng 132 bộ 250 luôn. Xanh cổ dịch cổ tim nút bọc phải hàng theo chạy đường viền lai đường viền tai luôn. Nó chạy đường viền lai đường viền tai cho mình luôn. Là đồng giá là 130 bộ giùm em. Cái áo màu hồng nó còn size 3 hả chị ơi? Hồi nãy em nói nó còn size 3 hả? Màu hồng còn size 3 hả chị? Em hết size 2 rồi. Tại mẫu này em bị lẻ sai không có còn nhiều. Em còn con này chị ưng không? Xanh coban. Size số 2 luôn nè, hàng theo hoa sen nè chị. Cái này có quần cho mình luôn, hàng theo giùm em. Hoa sen. Mẫu này size 2 nè chị, size M của chị luôn á. Có ưng được em chốt cho mình bộ này. Hoặc là áo, muốn lấy áo thì chốt áo giùm em. Muốn áo thì bình luận áo giùm em. Xanh coban giùm em. Lộn xộn trơn vậy đâu, còn hoa sen xong đâu, xay mấy? Xay 5, màu vàng, còn không? Xay 5 đây nè, ngay tay cưng. Còn con này xanh coban nè chị. Đâu có. Còn gì chốt có đi chứ. Chốt cái đóng hàng nào mà. Không, đóng hàng nào mà. Giùm em. Xanh lá non. Xanh lá non giùm em ha. Tím quế này em còn size 2 thôi nha mấy chị. Tím quế em còn size 2 thôi, chị nào vừa size 2 chốt giùm em. Tím quế. Tím quế giùm em. Rồi xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm, xanh lá non hả chị? Dạ rồi, xanh lá non này phải không chị ơi? Size 2 luôn. Phải thì ok giùm em cái ha. Một áo là 80, hai áo là 150 bên em hỗ trợ miền vận chuyển. Cái một áo này với một bộ bộ bà lai hồi nãy là em hỗ trợ miền vận chuyển cho chị luôn á nha chị Tâm Nho ơi. Ok chị ha. Đơn này em hỗ trợ miền vận chuyển cho chị nha. Xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận giùm em xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm ha. Màu này em có cho mấy chị màu tím quế là còn số 2 nha. Tím quế còn số 2 cho mấy chị. Tím quế còn số 2. Chị nào vừa xay 2 chốt giùm em. Màu này bình luận là màu tím nha, tím cà. Ưng tím cà chốt tím cà giùm em, tím cà còn 4 năm thôi nha mấy chị. Tím cà này em gái còn 4 năm mẫu thiêu cho mấy mình thôi. Tím cà giùm em. Rồi màu này em có cho mấy chị là màu xanh coban. Xanh coban giùm em. Ưng xanh coban chốt xanh coban giùm em nè. Xanh coban giùm em. Xanh coban. Có màu vàng cho mình luôn. Đó. Chị nào ưng con vàng thì bình luận vàng. Vàng còn 3 4 năm cho mình. Ơi vàng còn mà. Vàng còn cho mình là 3 mấy chị ơi. Vàng còn size 3 thôi. Vàng còn size 3 mấy chị ơi. Còn size 3 mặc quần trắng quần đen giùm em. Đó.
sốt đỏ ớt giùm em ha. Đỏ ớt giùm em. Tím nho là mặc quần trắng quần đen giùm em. Tím nho mặc quần trắng quần đen giùm em nha. Tím nho. Tím nho giùm em. Rồi em qua mẫu với mấy chị ơi, qua mẫu này nha. Em lên cho mấy chị cái mẫu hàng đá. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Thôi lên cho mấy chị cổ vuông nha. Chị nó ưng cổ vuông, chốt cổ vuông giùm em. Màu này bình luận giùm em là màu tím quế. Chị nó ưng tím quế, chốt tím quế giùm em ha. Một bộ là 130 giùm em, hai bộ 250 cành nha. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình luôn mấy chị. Đó, chị nó ưng tím quế, chốt tím quế giùm em. Có áo bông quần màu không em? Không chị ơi. Áo bông quần à, áo bông quần màu cái mẫu á, cái mẫu á. Có nhưng mà có áo bông quần màu mà mấy cục vàng em mới để đâu sáng vậy em không có lên nữa. Chiều em lên chị ơi. Chiều em lên đổ lon ơi, chiều lên chị. Mấy cục vàng em mới để đâu nữa. Đó. Rồi con này em có cho mình là màu tím quế nha. Tím quế giùm em chị, ưng tím quế, chốt tím quế giùm em. Đỏ ớt giùm em. Cổ vuông giùm em, chạy đường viền lai, đường viền tay cho mấy chị giống như em đang mặc luôn nha mấy chị ơi. Đó. Chạy đường viền lai cho mình luôn. Màu này bình luận giùm em là màu đỏ ớt. Chị nào ưng đỏ ớt bình luận giùm em con đỏ ớt nè. Đỏ ớt giùm em. Đỏ ớt ha, một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Đen giùm em, đen còn size 5. Đen em còn size 5 cho mấy chị. Chị nào ưng đen bình luận đen giùm em. Đen ha. Đen còn size 5 nha. Xanh lá non giùm em. Chị nào ưng xanh lá non bình luận giùm em con xanh lá non mấy chị. Xanh lá non giùm em ha. Đồng giá là 130 bộ giùm em. Hai bộ là 250 cành, bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha. Đỏ đô giùm em luôn. Ưng đỏ đô chốt giùm em con đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Đỏ đô mẫu đang lên là cổ vuông nha. Mẫu đang lên là cổ vuông cho mấy chị ha. Xanh lá đậm giùm em. Chị nào ưng xanh lá đậm bình luận xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Ống quần 25, ống dừa mặc giùm em luôn. Xanh lá đậm giùm em. Xanh bơ giùm em. Ưng xanh bơ bình luận giùm em con xanh bơ. Xanh bơ giùm em ha. Ưng xanh bơ bình luận xanh bơ giùm em. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Tổng kèm giùm em cái size mấy chị đang mặc nha. Màu tím cẩm giùm em. Ưng tím cẩm bình luận giùm em con tím cẩm nè. Tím cẩm giùm em ha. Ưng tím cẩm chốt tím cẩm giùm em. Đỏ đô giùm em. Chị nào ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô ha. Đỏ đô giùm em. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em nha. Xanh lá đậm. Chị nào ưng xanh lá đậm chốt giùm em con xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em. Xanh lá đậm. Xanh lá đậm giùm em ha. Vàng giùm em luôn. Ưng vàng bình luận giùm em con vàng nha. Chị nào ưng con vàng bình luận giùm em con vàng. Vàng giùm em ha. Vàng. Đó, ưng được màu nào bình luận màu đó giùm em. Cộng kèm giùm cho em cái size đang mặc nha mấy cục vàng ha. Đồng giá là 130 một bộ giùm em nha. Em có cổ vuông màu hồng sen luôn. Chị nào ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em. Hồng sen giùm em. Em có cổ vuông cho mình ha. Nói chị nào ưng hồng sen chốt hồng sen giùm em nè. Hồng sen giùm em. Một bộ là 130 giùm em. Hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha. Còn chị nó ưng màu nào mẫu nào bình luận giùm em cái em lên cho mình, còn không em xuống like luôn mấy chị ơi. Mình còn chốt mẫu nào nó bình luận giùm em, còn không em xuống like luôn ha.
em có màu đen cho mình luôn. Chị nào ưng đen bình luận đen giùm em, cổ là cổ tim giùm em ha. Cổ là cổ tim giùm em, hàng thiêu trực tiếp lên áo giùm em luôn. Đó, chị nào ưng đen chốt đen giùm em. Đen ha. Đen giùm em. Rồi, xanh lá đậm giùm em luôn, cổ tim giùm em, nút bọc vải giùm em nha. Cổ tim nút bọc vải giùm em. Đó, chị nào ưng xanh lá đậm chốt xanh lá đậm giùm em. Đồng giá là 130 một bộ giùm em, tay like thì chạy đường viền cho mấy chị hết luôn ha. 130 một bộ giùm em, hai bộ là 250 cành. Bên em hỗ trợ đường vận chuyển nha. Rồi hồng guốc giùm em. Chị nào ưng hồng guốc bình luận giùm em con hồng guốc mấy chị. Ưng hồng guốc chốt hồng guốc giùm em. Ơi màu hồng dâu xin lỗi. Hồng dâu giùm em, ưng hồng dâu bình luận hồng dâu giùm em. Hồng dâu. Hồng dâu giùm em ha. Rồi đỏ đô giùm em luôn, ưng đỏ đô bình luận giùm em con đỏ đô nha. Ưng đỏ đô bình luận đỏ đô giùm em. Đỏ đô. Đỏ đô giùm em ha. Xanh cổ dịch giùm em. Ưng con xanh cổ dịch bình luận giùm em xanh cổ dịch nè. Xanh cổ dịch giùm em, xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt giùm em nha. Rồi hồng sen giùm em. Chị nào đang ưng hồng sen chốt giùm em con hồng sen. Ưng hồng sen bình luận hồng sen giùm em. Hồng sen. Hồng sen giùm em hát ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Nhớ là cộng kèm giùm cho em gái cái size mấy chị đang mặc nha. Đó rồi bây giờ còn chị nào ưng màu nào không em chốt cho, còn không em xuống like luôn mấy chị yêu ơi ha. Còn không thì em xuống like luôn nha. Ưng màu nào thì bình luận giùm em ha. Chiều tầm khoảng 2 giờ là em có like cho thì like tiếp cho mình. Chị nào có ưng thì mình vào mình chốt thêm giùm em. Chiều nay em có lên thêm mẫu mới cho mình luôn. Chị nào có ưng thì mình vào mình chốt ủng hộ giùm em ha. Rồi bây giờ em xin phép mấy chị là em xuống like luôn nha mấy cục vàng ơi. Chào tạm biệt mấy chị nha. Hẹn gặp mấy chị trong phiên live sắp tới ha. Rồi bye bye mấy chị nha.